Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 7 Trần Thế Vẩn Đục, hồi 1. Lại nói đêm lạnh dài lâu, sau khi Hồ Mị Nhi rời đi, Lưu Vân bất đắc dĩ đành phải bế đứa trẻ về giường đất nằm, nào biết mới nằm được một lát sau lưng đã có tiếng bước chân, Lưu Vân vội vàng quay đầu lại, lại thấy nữ tử danh tiếng hung ác đang bên cạnh giường mặt đầy tức giận nhìn mình. Lư Vân thấy Hồ Mị Nhi đi rồi quay lại, không khỏi có chút kinh ngạc, vội hỏi nói, đã quên thứ gì sao? Hồ Mị Nhi vừa thấy bộ dáng thở ngắn than dài kia của hắn, trong lòng tức giận, lập tức vung phất trần lên, giọng the thế nói, đã quên lấy mạng chó của ngươi. Trong lúc hung hãn vung phất trần đánh loạn, bộ dáng thập phần hung ác, lại dọa đứa trẻ kia khóc lên. Lư Vân hoảng sợ nói, cô... Cô rốt cuộc muốn làm gì? Ta không phải giao mọc tỷ cho cô rồi sao? Hồ Mị Nhi liếc xéo Lưu Vân hung tợn nói, ngươi tìm chết đi. Nói ruội tay ra, lạnh lùng thốt, đem hài tử cho ta. Lưu Vân kinh ngạc, không biết nàng có dụng ý gì. Hồ Mị Nhi kiều thanh trách mắng, đưa cho ta. Lưu Vân trầm ngâm sau một lúc lâu rồi đưa đứa trẻ qua, trong lòng lại âm thầm lưu ý. Chỉ thấy Hồ Mị Nhi hừ một tiếng, hôn lên má đứa trẻ nói bảo bối ngoan ngoãn đừng ngủ với nam nhân thối ngủ với ma 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 yêu ngươi nói ôm ấp trẻ con tự trở lại giường đất đứa trẻ kia nhận được sự đối đãi nhẹ nhàng của nàng dường như thực thoải mái lại nhắm mắt lại ngủ ngon lư vân ngồi trên mặt đất lạnh lẽo chỉ có thể nghẹn họng nhìn chân chối không biết nữ nhân này điên rồi hay vẫn còn choáng váng trong lúc kinh ngạc cũng nằm xuống đất ngủ say lúc nào mà không hề hay biết. Sáng hôm sau, Lưu Vân đột nhiên bị đá vào lưng, hắn kinh hãi, đột nhiên túm lấy trường kiếm, quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện Hồ Mị Nhi đã tỉnh lại, tay cầm phất trần hung dữ nhìn mình. Lưu Vân cả kinh nói, cô, cô muốn làm gì? Hồ Mị Nhi lạnh lùng thốt, cô nương đói bụng, ngươi không đi nấu bữa sáng đi. lư Vân vẻ mặt kinh hãi. Không biết nữ nhân này đến tột cùng có ý đồ gì, Hoàng nói, cô không trở về Bắc Kinh sao? Giang đại nhân không phải đang chờ mọc tỷ sao? Sao lại không đi nữa? Hồ Mị Nhi cười lạnh nói, ta thích thì đi, thích ở lại thì ở, ngươi dựa vào cái gì quản ta? Nàng thấy Lư Vân há mồm mờ mịt chỉ nhìn mình, không khỏi đỏ mặt, mắng nói, mau đi bắt thỏ nấu ăn đi. Nếu không ta sẽ giết ngươi để ăn thịt lư vân không dám trái lời lại giống như tối hôm qua tự đi hái chốt quả dại trở về thấy lư vân tay cầm quả dại vội vàng chạy về hồ mị nhi mắng sao chỉ thấy trái cây mà không thấy thịt người lười biếng lư vân ho khan nói cô đừng luôn tức giận bên ngoài tạnh mưa rồi một khi đốt củi lên tung tích sẽ lộ ra nếu cô muốn ăn thịt buổi tối ta sẽ lại đi săn hồ mị nhi mật đỏ bừng Thầm nghĩ, 30 năm của lão nương, ngoài lúc còn trẻ con đã hành tẩu giang hồ 10 năm, lại vẫn không bằng tên mọt sách này. Nàng cũng không biết Lưu Vân am hiểu quân vũ trong lúc chiến trận còn có thể cân nhắc quân cơ, những chuyện vặt vãnh giang hồ này cũng không làm khó được hắn. Nàng ừ một tiếng trả đứa trẻ về tay Lưu Vân để hắn cho nó ăn. Lư Vân nhai thịt quả rồi cho vào miệng đứa trẻ. Hồ Mị Nhi ngồi sổ một bên ngơ ngẩn nhìn, trong lúc bất chi bất giác, khóe miệng mỉm cười. Nàng nhìn một hồi lâu, đột nhiên hỏi, Lư Vân, đứa nhỏ này cùng ngươi không thân không thích, tại sao lại đối xử tốt với nó như vậy? Lư Vân khẽ mỉm cười nói, ta cũng cùng cô không thân chẳng quen, cô nương lại vì sao ra tay cứu ta? Hồ Mị Nhi duỗi tay che mặt, lắc đầu nói, ta cũng không biết, tùy tay liền kéo ra, cũng không nghĩ gì, đại khái cảm thấy loại người như ngươi không nên chết. Lư Vân cười nhạt nói, hồ cô nương, ta cũng như vậy. Hồ Mị Nhi lẩm bẩm, người cũng cảm thấy nó không nên chết. Lư Vân không trả lời, chỉ đưa trái cây qua, hỏi, cô muốn cho nó ăn không? Hồ Mị Nhi khẽ kêu một tiếng, tự mình cầm lấy trái cây, nàng suy nghĩ một lát, lắc lắc đầu rồi lại đưa thịt quả trở về. Hai người ăn xong bữa sáng, từng người thay phiên nghỉ, Hồ Mị Nhi cầm ngân châm chơi đùa hỏi, họ lư. Người hiện nay mang theo hài tử chạy ngược chạy xuôi, có từng nghĩ tới ngày sau muốn yên ổn thế nào không? Lư Vân nghe xong hai chữ yên ổn, nhịn không được cười khổ một tiếng. Lúc đầu hắn rời kinh thành chỉ muốn lên nộ thương, về sau sẽ tính toán tiếp, nào biết biến cố xảy đến buộc mình phải vội vã rời khỏi núi, điều này thực sự bất ngờ. Giờ phút này Bắc Kinh không thể quay về, cũng không thể hướng nộ thương, cố hương lại cách xa ngàn dặm thiên địa to lớn như vậy, không ngờ lại chỉ còn chính mình đơn độc. Cảm giác cô đơn bay vào trong lòng, ánh mắt Lưu Vân lộ vẻ mê mang, không biết phải đáp lại như thế nào. Qua sau một lúc lâu, Hồ Mị Nhi lại hỏi, Lưu Vân, người rất muốn về nhà sao? Lư Vân duỗi tay che mặt, lại không trả lời Hồ Mị Nhi. Hắn chậm rãi lấy ra một chiếc khăn vải từ thắt lưng, mở miếng vải ra, khẽ vuốt sợi tóc đẹp hồ mị nhi thấy hắn cử chỉ khác thường không khỏi cười nói nhớ hôn thê sao lư vân ăn một tiếng nói cô cô cũng biết nàng hồ mị nhi vìm cười nói thiệp cưới được cố thượng thư phát rộng rãi cô nương muốn không biết cũng khó hồi tưởng lại chuyện sắp thành thần bất quá là chuyện của tháng trước bây giờ lại giống như đã một đời lư vân thở dài thấp giọng nói ta vốn thành thân vào dịp trung thu nếu không có tai họa bất ngờ, giờ phút này đã thành hôn. Hồ Mị Nhi thấy hắn sắc mặt sầu khổ, đột nhiên nói, Lưu Vân, nếu ngươi không có nơi nào để đi, có thể giúp ta đánh xe được không? Lưu Vân nói, đánh xe. Hồ Mị Nhi hỉm cười bí ẩn, nói, cuối năm nay gì ta đại thọ 70, cô nương luôn luôn hiếu thuận nên mấy ngày nay phải vội vã về quê thăm người thân, đang lo không tìm được người đánh xe ngựa, nếu ngươi không tìm được nơi để đi không ngại có thể đi cùng lư vân kinh ngạc không thôi bối rối nói cô cô như vậy cũng có gì hồ mị nhi tức giận hét lên nói cái gì tôi không phải mẫu thân sinh sao mẫu thân ta liền không thể có tỉ muội sao hồ ngôn loạn ngữ khiến người chán ghét đi tìm chết hàn quang chớp động ngân châm bay ra lại cắm bên cạnh gò má lư vân lư vân vốt má hoảng sợ nói cô đừng phi nữa, ngân châm cứ phi như vậy, sợ sẽ không còn nữa đâu. Hồ Mị Nhi cả giận nói, người rốt cuộc đi hay không? Hai ngày nữa ta sẽ đi. Lư Vân nghe tâm ý nàng như thế, vừa mừng vừa sợ, biết nàng có ý định cùng mình chạy nạn, vội nói, cô. Quê cô ở đâu? Hồ Mị Nhi nhặt lộ vẻ cao ngạo nói, cô nương xuất thân quý châu, thiên vô tam nhật tình, địa vô tam lý bình, mới nuôi dưỡng ra nhân vật xuất sắc như Hồ Mị Nhi ta vậy. Nàng đưa tay ra vỗ nhẹ đứa bé, cười nói, ở quê ta có mấy tỷ muội chưa xuất giá, đỡ đứa nhỏ này không cha không mẹ, một đại nam nhân như ngươi không thể nuôi nó, vừa vặn có thể để các nàng nhận nó làm hài tử. Thiên vô tam nhật tình, địa vô tam lý bình trời không nắng ba ngày, đất không bằng ba dặm. Câu tục ngữ này có nghĩa là thời tiết ở Quý Châu hay thay đổi và mưa, đường núi hiểm trở. Lư Vân ngơ ngẩn nói, cô, cô vậy mà còn có tỉ muội Hồ Mị Nhi gầm lên, quát, đây là chuyện quỷ quái gì? Ta không có cha mẹ sao? Ta vì cái gì không thể có tỉ muội Hàn quang chợt lóe ngân châm chuẩn bị phóng ra, chợt nhận ra trong tay mình không còn nhiều ám khí, lúc này mới cố nén xuống quát ngươi đến tột cùng đi hay không? Mau nói ra câu tiếng người đi không ta sẽ tự mình rời đi lư vân kỳ thật sớm đã hưng vấn vội nói cái này là lẽ tự nhiên cô nương cứu lư mỗ một mạng tại hạ đương nhiên sẽ đánh xe giúp cô tận lực báo đáp hắn tràn đầy hy vọng nếu đứa trẻ này có được một nơi ở chính mình cũng có được lời giải thích với liễu ngang thiên sau đó có thể hồi kinh tìm người trong lòng hắn vẻ mặt cảm kích lập tức chạy nhanh thu thập tay nải lại là một khắc cũng chờ không được hai người bàn bạc chuyến đi, quyết định không chỉ hoãn nữa, cải trang một chút, đi về phía nam, chuẩn bị xuất phát về phía Quý Châu. Chỉ là đi qua thiên thủy, liền thấy cờ nhật nguyệt của khâm sai, hai người biết triều đình còn ở truy bắt chính mình, tự cũng không dám lại tiến vào thiên thủy nữa, đành đi dọc theo vùng hoang vu. Tới trạng vảng, mắt thấy đi được trăm dặm, lúc này mới tìm chỗ huyện thành hoang vắng, dự định vào thành mua xe ngựa mà chỗ tây bắc hoang mạc, cư dân thưa thớt, trời đã gần sang đông, trên đường lại càng vắng vẻ hơn, dù đại chiến sắp nổ ra nhưng lại không có dấu hiệu náo loạn. Hai người lo lắng đề phòng, trên đường đi qua một nha môn, thấy cửa đóng chặt cũng không quan sai đóng giữ, không náo loạn như ở thiên thủy. Lư Vân nhìn xung quanh, cũng không thấy cửa nhật nguyệt của triều đình, không khỏi ngạc nhiên nói, đây là có chuyện gì? Huyện quan ở đây còn chưa nhậm chức sao? Hồ Mị Nhi cũng tràn đầy kinh ngạc, nàng đi đến trước bố cáo ở nhà môn nhìn một lượt, cũng không thấy gì trên bảng, công văn lớn nhỏ cũng không thấy đâu. Lư Vân tự nhiên nhẹ nhàng thở ra khi không thấy tên mình trên bảng. Hồ Mị Nhi thần sắc lại có chút khác thường, nàng nhìn bố cáo, thấp giọng nói, nhìn tình thế này, có lẽ ta không hồi kinh là đúng. Lư Vân ngạc nhiên nói, sao lại nói lời này? Hồ Mị Nhi lắc đầu, trầm giọng nói, nói không chừng thay đổi triều đại. Lưu Vân Cả Kinh nói, thay đổi triều đại, lúc ấy ở Đạt Ma Viện, liền từng nghe Tần Trọng Hải nhắc tới việc này, dường như một khi câu nói bên cầu Kim Thủy Rồng phun châu được nói ra, tình thế thiên hạ sẽ thay đổi. Trong lòng hắn tràn đầy kinh hãi, nghĩ đến quân mã triều đình vây quanh nộ thương, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, tuy rằng hắn và Tần Trọng Hải không còn chung đường, nhưng làm sao có thể quên được tình cũ vội hỏi nói, hồ cô nương, triều đình vây quanh nộ thương, tình hình hiện tại thế nào rồi? Hồ Mị Nhi cười lạnh nói, ngươi còn giành quản chuyện người khác. Loại nam nhân như hách chấn tương, tân trọng hải, chết cũng đáng. Lư Vân nghe được lời này, cũng không biết tiếp lời như thế nào, chỉ cúi đầu không nói. Hắn thở dài, lại hỏi, hồ cô nương, tát ma có phải do giang sung phái đến không? Hồ Mị Nhi lắc đầu nói, không phải vậy tình hình của giang đại nhân không ổn mấy kẻ tát ma và cao thiên tướng sớm đã được hoàng thượng thu nạp hiện tại đều nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp của khâm sai triều đình giang sung không còn quyền hành trong tay lưu vân từ chức trước khi đến nộ thương đã nghe đến lúc này cũng không cảm thấy kinh ngạc hắn ử ừ một tiếng hỏi bọn họ đều thuộc quyền quản lý của khâm sai còn cô thì sao hồ mị nghị phi một tiếng nói chỉ bằng cái tên trần la sơn cũng nghĩ tới việc đụng đến bạch hoa tiên tử ta sao? Ta nói cho ngươi, cô nương không ăn cơm triều đình, cũng sẽ không chết đói, muốn ta trở thành nô tài của bọn chúng, không có cửa đâu. Nàng mang đến lợi hại, thấy người qua đường nhìn mình, hồ mị nhi quay mặt qua chỗ khác, thấp giọng nói, quên đi, đừng lo lắng những chuyện của vương công đại thần này, cục diện quá loạn, không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, chúng ta trước tiên hãy tự cứu lấy mình chúng ta mau đi thôi. Hai người mua xe ngựa, hơn 10 ngày cấp tốc đi về phía nam. Lúc này, Hồ Mị Nhi không đề cập đến việc hồi kinh, ba người liền như người một nhà hướng về phía con đường. Chỉ là tính tới chặng đường, từ Thiểm Cam tiến đến Quý Châu, đường xá vẫn cực xa xôi, cho dù mỗi ngày đi hàng trăm dặm cũng có lẽ phải mất cả tháng mới đến được Tuân Nghĩa. Nói đến Hồ Mị Nhi chính là Đại tướng Giang Hệ, còn Lưu Vân là một trong liễu môn tứ thiếu, lại không nghĩ rằng tình thế thiên hạ liên tiếp biến đổi lớn, kẻ thù sinh từ truyền kiếp thế sẽ cùng nhau nam hạ, cùng chạy nạn, thật là việc lạ không thể tưởng tượng. Chỉ là Lưu Vân lại không hiểu được, Hồ Mị Nhi vứt bỏ Bắc Kinh Vinh hoa phú quý không chỉ vì sự hỗn loạn trong triều đình. Trong lòng nàng luôn có một ý niệm, chỉ là không tới thời điểm cuối cùng, tự cũng không tiện mở miệng xe đi vào Hán Trung đã là cuối tháng 10, muốn xuyên qua hết tứ xuyên phải mất khoảng 10 ngày. Chỉ là trên đường dần dần rét lạnh, lên đường càng khó, đúng như dự đoán, ban đêm tuyết rơi dày đặc, mùa đông lạnh giá này đã đến khá sớm. Nửa đêm, hai người thấy con đường tối tăm, thực sự không phân biệt rõ Đông Nam Tây Bắc nên tìm một nơi hoang vô nghỉ ngơi, bàn bạc hành tung ngày sau. Hai người đốt lửa sưởi ấm, hoang sơn giã lính, hẻo lành ít dấu chân người, cũng không sợ chi binh nhìn thấy, bông tuyết bay tán loạn, ánh lửa chiếu rọi, Hồ Mị Nhi cuốn thảm lông, đang muốn ngủ, đột nhiên nhìn thấy Lưu Vân lấy một cuốn kinh thư từ trong tay nải ra, đặt nó bên cạnh đống lửa, Hồ Mị nghi mắng, lại là thứ này, rốt cuộc là thứ gì? Lư Vân không ứng không đáp, chỉ lấy cảnh khô nhóm lửa, hơ nóng nhẹ phần đáy sách, cuốn sách bị ngọn lửa đốt nóng, chỉ một thoáng, quang mang lóng lánh, cuốn sách cổ thực sự phát ra những chùm lân quang. Hồ Mị Nhi lòng tràn đầy kinh ngạc, run giọng nói, này, này hình như là dạ Minh Châu. Lư Vân lại cười nói, không dối gạt cô nương, tại hạ ngày ấy sử dụng côn luân kiếm pháp, là nhìn từ cuốn sách này. Hồ Mị Nhi kinh ngạc không nói nên lời, dạ Minh Châu kia là lân thạch hình tròn, ban ngày được ánh nắng mặt trời làm ẩm, ban đêm sẽ tản nhiệt phát sáng, nếu ném vào nước nóng nâu ấm sẽ phát ra một luồng sáng lóa mắt, xem ra kinh thư này rất có uy lực, lại được viết bằng phấn lân. Lư Vân mở kinh thư, trải ra trước mặt Hồ Mị Nhi, hòa nhã nói, nào, chúng ta cùng nhau xem. Hồ Mị Nhi sửng sốt nói, ngươi, ngươi thật sự muốn ta cùng xem sao? Lư Vân mỉm cười nói, Hồ Cô Nương, Lư Vân tuy là nghèo kiết hủ lậu, lại không phải người nhỏ mọn, cô cần gì phải khách khí? Hồ Mị Nhi nội tâm chấn động, nhân vật võ lâm ai mà không giấu giếm tâm tư. Càng là võ nghệ cao minh, càng ẩn giấu trong lòng, thậm chí truyền con trai không truyền nữ nhi, tương truyền nhất mạch thầy trò, thường thường lưu lại mấy tuyệt chiêu độc nhất vô nhị, ai có thể ngờ rằng Lưu Vân sẽ hào phóng như vậy. Lại không coi mình là người ngoài. Hồ Mị Nhi ngưng ngô cười vài tiếng, thầm nghĩ, khó gặp được kẻ điên, ta cũng không khách khí hai người nghiêng mắt nhìn, chỉ thấy kinh thư này ước chừng trăm trang, bìa sách viết chữ triện cổ, viết kiếm thần cổ phủ, bên cạnh phụ môn lấy thể chữ khải, viết côn luân kiếm xuất máu chảy đại dương mênh mông, ngàn dặm đuổi thẳng tới Hoàng Hà, nghĩ cuốn sách này không phải là cổ phủ đầu tiên, chắc lăng chiêu đã có trình xưa. Lư Vân tùy ý lật qua, nhìn thấy trên trang giấy lần lượt vẽ ra hình ảnh nam nhân, đầy đủ kinh mạch huyệt đảo, Hồ Mị Nhi nhìn thấy liền kinh ngạc nghĩ tới võ công chắc lăng chiêu, gật đầu liền nói, này xác thật là côn luân kiếm pháp, không thể nghi ngờ. Côn luân lấy kiếm pháp nổi tiếng hậu thế, chắc lăng chiêu càng tự hào là kiếm thần, lấy tuyệt kỹ kiếm mang nổi tiếng hậu thế. Ngoài ra côn luân còn có 12 loại kiếm pháp khác nhau, phân truyền sư huynh đệ, có tên là kiếm hàn, kiếm cổ, kiếm ảnh, kiếm lãng, kiếm báo, kiếm mãng, hai người dành nửa canh giờ để xem xét một cách vội vàng và so sánh. Quả nhiên kiếm pháp ghi trong sách bác đại tinh thâm, 12 kiếm pháp đều có đầy đủ. Côn luân kiếm pháp khí thế bất người, phát triển mạnh mẽ, rất khác với sự linh động của hoa sơn và mềm mại của cửu hoa, có thể được coi là võ thuật thần kỳ thiên địa khó có được. Lư Vân trong trong lòng cảm khái, nói, chắc Lăng Chiêu là một thế hệ kiêu hùng, võ công càng lợi hại, chỉ tiếc hắn dùng để làm việc ác. Hồ Mị Nhi vốn là đại ác nhân, không quan tâm đến cái gì thiện ác, chỉ ậm ừ chiếu lệ, nhân lúc hắn nói chuyện mất tập trung, liền cố gắng hết sức để ghi nhớ các chiêu thức, chỉ là lúc trước thấy kiếm phi, kiếm vũ còn có thể miễn cưỡng nhớ được nghiền ngẫm, đến kiếm pháp thượng thừa như kiếm hàn, kiếm cổ, mắt lại chỉ có thể nhìn thấy đồ tuyến kinh mạch, hoàn toàn không thấy kiếm chiêu chân thật, trông lại làm người hoa mắt hỗn loạn nàng trước sau lật xem, lại chưa thấy được công phu vỡ lòng nhập môn, cũng chưa truyền thụ nội công tâm pháp, thở dài rậm chân, những chiêu này quá khó, nội công của ta có hạn, chỉ sợ học không được đầy đủ. Bách hoa tiên tử chỉ giỏi tam đại độc kỹ độc công, ám khí, phất trần, nội lực quyền cước rất bình thường, thấy rằng kiếm pháp thượng thừa côn luân tinh nghiêm dị thường, tự cần nội lực phối hợp chiêu ứng, đáng thương nàng vẫn chưa tập luyện tâm pháp thượng thừa nếu muốn học tập, tất nhiên là khó càng thêm khó. Lư Vân trầm ngâm hồi lâu, nói, cô nếu nội công không đủ, về sau không bằng tu luyện vô tuyệt tâm pháp tự ta nghĩ ra, có lẽ sẽ có tác dụng. Hồ Mị Nhi vừa nghe đây là võ nghệ hắn tự nghĩ ra, không khỏi ngượng ngùng nói, vô tuyệt tâm pháp. Nghe tên rất kém, không muốn luyện. Lư Vân cười khổ vài tiếng, giờ trưởng hư phách, hô trưởng phong một tiếng đánh ra trong nháy mắt dập tắt ngọn lửa. Hồ Mị Nhi thấy trường lực của hắn rất có bí mật độc đáo, không khỏi kinh hỉ đan sen, sửa miệng liền nói, vô tuyệt tâm pháp, tên này rất hay, Lư Lão Sư, nhanh dạy ta đi. Lư Vân tức giận, già thập phần nhiễm nhiên, nói, một quà nhập học, hai là chuẩn bị lễ nghi, ba xem tư chất của cô. Lư Vân tư chất hơn người, hạ bút có thể được văn chương cái thế, thông minh ngộ tính hơn xa thường nhân gấp trăm lần, năm đó học tập cực khổ ở Dương Châu, hơn nữa còn có lục cô chim ở một bên chỉ điểm, từ kinh thư dưỡng sinh trường môn võ đang nguyên thanh tặng cho cố tự nguyên đã ngộ ra một bộ tâm pháp, tuy không thể so thiên quyết tinh nghiêm, cũng không thể so nội lực cương mảnh của hòa tham, nhưng xét về tinh tế dày đặc mà nói, lại giống như tâm pháp võ đang, rất có chỗ độc đáo. Nếu muốn lấy vô tuyệt tâm pháp làm căn cơ, phối hợp 12 bộ kiếm chiêu côn luân, nghĩ đến võ công nhất định có thể tiến bộ. Hồ Mị Nhi vốn tưởng rằng Lưu Vân là một thư sinh đầu ngốc, võ công hạn chế, lại không dự đoán được hắn còn có công phu đáy hòm này, vội nói, ta luyện hay không luyện không quan trọng, nhưng thật ra ngươi mấy ngày ngày nên chăm chỉ luyện công, nếu gặp phải truy binh, nước tới lâm nguy mới nhảy, cố gắng cầm cự còn hơn để cho người ta sâu xé. Lư Vân nghĩ đến võ công của đám người Tát Ma và Cao Thiên Tướng, tự cũng không ngừng nói đúng. Quý Châu cách Bắc Kinh hơn 7.600 dặm, cách Nam Kinh 4.200 dặm, lộ trình rất xa xôi, hơn nữa hai người thân mang ngọc tỷ, hải tử kia thân phận lại rất đặc thù, trên đường tất nhiên là cẩn thận gấp bội, ban đêm chỉ ăn ngủ ngoài trời tại nơi hoang vũ, cũng không đánh xe vào thành. Liền muốn mua chút lương thực đồ dùng, cũng là hồ mị nhi cải trang vào thành, tuyệt không mạo hiểm. Cũng là kiến tiếng, Lưu Vân tuy đã viết hai lần thư nhà nhưng cũng không tìm được người gửi đi, chỉ có thể dàn xếp chuyện hài tử xong, chính mình trở lại kinh thành mới có thể gặp lại cố thiến hề. Hai người ở chung lâu ngày, làm việc và nghỉ ngơi đều ở trên xe, dần dần cũng cởi mở với nhau hơn, trên đường đi hứng khởi, Hồ Mị Nhi kể lại chuyện quê hương. Mới biết ma nữ này không phải là nữ lang người Hán mà là miêu nữ vùng biên giới. Lư Vân cũng không có gì ngạc nhiên. Hắn cho rằng Quý Châu là vùng hoang dã. Trong phạm vi quản lý có 76 trưởng quan tư. Là quản hạt của thiết tuyên úy sử tư. Hồ Mị Nhi đến từ Quý Châu. Giọng nói ngọt ngào mềm mại. Cực kỳ giống một nương người miêu. Nghe nàng tự thừa nhận thân thế. Tự cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trên đường lúc nghỉ lúc đi. Lưu Vân luyện kiếm không ngừng. Tài vạ đến nơi, tự bảo vệ mình còn không rảnh, tự nhiên luyện võ cường thân, Lưu Vân liền đau hạ khổ công nghiên cứu, biến 12 lộ kiếm pháp trở thành văn chương khảo cứu nghiên đọc. Hắn mấy năm nay đều làm quan khảo thí, võ công nhiều ít gác xuống, so với đám người ngũ định viễn, Tần Trọng Hải và Dương Túc quan tất nhiên là không bằng, nhưng khó khăn có được kiếm kinh dẫn dắt, chân chính có danh sư chỉ điểm kiếm pháp tất nhiên là tiến triển cực nhanh. Hồ Mị Nhi rảnh rỗi không có việc gì, thường cùng thử chiêu với hắn, có khi Lưu Vân rảnh rỗi, tự cũng chỉ điểm cho nàng một ít phương pháp nội công hô hấp, chỉ là việc chỉ là việc luyện khí đả tọa bậc này muốn gấp cũng không thể gấp được, cũng không thể học xong trong một ngày, đặc biệt là nội công mà Lưu Vân đang luyện tập thuộc về đạo gia đường, những khẩu quyết như vong ngã vô tâm. Tổn ý bắt tồn niệm càng cần định tính và sức chịu đựng, càng không hợp với tính tình đanh đá điêu ngoa của Hồ Mị Nhi. Nghĩ đến nàng chậm rãi tập luyện, ngày sau tất có sở ngủ. Lộ hành càng xa, chậm rãi đã đến Tứ Xuyên, hôm qua đến Thành Đô, hai người lại ở vùng hoang vu nghỉ tạm, thời tiết rét lạnh, đốt lửa sáng rực. Hồ Mị Nhi ngồi bên đống lửa nghỉ ngơi, nhìn thấy Lưu Vân dùng kiếm báo di chuyển, nội lực quán trú, Vân Mộng Trạch tỏa sáng rực rỡ, trong tích tắc ra 13 kiếm dưới ánh lửa chiếu rọi giống như đèn đuốc rực rỡ, làm Hồ Mị Nhi hoa dung thất sắc. Hồ Mị Nhi thầm kinh ngạc, vốn nghĩ Lư Vân vội vàng học chiêu, lâm trận mới mải gươm, lại không có cao thủ ở bên chỉ điểm, tiến bộ tất nhiên có hạn, không ngờ ngộ tính của người này lại kinh người như vậy, dựa vào kinh thư dẫn dắt, võ công lại có chuyển biến kinh thiên động địa. Nàng trong lòng cảm thấy hoảng sợ, chặt lưỡi nói, bây giờ ta cùng ngươi đánh nhau, chỉ sợ đánh không lại ngươi. Lư Vân cười nói, kiếm báo này kỳ thật không khó luyện, lực cổ tay chỉ là thứ yếu, mấu chốt chỉ là toàn thân phát lực như thế nào. Hồ Mị Nhi vui vẻ nói, không khó luyện. Vậy ngươi có thể dạy ta không? Lư Vân gật đầu mỉm cười, đưa trường kiếm qua, đứng bên cạnh Hồ Mị Nhi, thi triển chiêu thức, bây giờ cô ý thủ đan điền, duỗi thẳng lưng ưỡng ngực, hơi ngả người ra sau, uốn cong chân trái duỗi thẳng chân phải, xoay lòng bàn tay phải vào trong và hướng về phía trước, tay trái xuất kiếm quyết, vùng cánh tay ra phía sau. Hồ Mị Nhi nghe được trong tay phát ngứa, hoảng nói, chậm một chút, chậm một chút, từng cái một. Nàng cũng làm theo, bày ra giá thức của Mạc Lăng Sơn năm đó, nói, tiếp theo thì sao? Lư Vân lại nói, bước tiếp theo là tập trung vào cổ tay, cổ tay đi theo bốn kim lộ, một tiến, ba lùi, hai tiến năm, đong đưa như vậy. Vừa nói, cổ tay vừa run lên hạ xuống, rẽ trái quay phải, như linh xà uốn lượn đong đưa, lại nói, trước nhớ khẩu quyết, sau nhớ kiếm chiêu, cô nhớ rõ không? Hồ Mị Nhi nghe thấy sự nghiêm khắc, không khỏi luống cuống tay chân, lưu lưỡi nói, nhiều nện bức thủ thế như vậy, làm sao có người có thể nhớ hết được? Nàng từ trước đến nay luyện nhãn lực, ném phi châm, sử phất trần, toàn lấy khổ công cần luyện, hơn nữa sư truyền bí quyết kỳ diệu, lúc này mới có thể hành tẩu giang hồ. Không ngờ lần đầu tiên luyện kiếm lại gặp phải một bộ đai văn khẩu quyết. Lư Vân nắm lấy cổ tay phải nàng, ở bên tai nàng nói, côn luân ngạo thị thiên hạ dựa vào rất nhiều pháp môn đặc dị. Cô chỉ cần học hết, ngày sau cho dù gặp tát ma, cũng có thể chống đỡ. Hồ Mị Nhi nghe hắn khẩu khí nghiêm túc, giống như dạy bảo đồ đệ, không khỏi thấy cảm động. Lúc này Lư Vân tựa phía sau nàng, thân mình hai người gắn bó, Hồ Mị Nhi chỉ cảm thấy lồng ngực của hắn rộng lớn, rất là ấm áp, cổ tuyết trắng của nàng ngửa ra sau, nị thanh kêu, sư phụ. Nói che lại khóe miệng, khẽ nở nụ cười. chương 7 Trần Thế Vẩn Đục, hồi một Lại nói đêm lạnh dài lâu, sau khi Hồ Mị Nhi rời đi, Lư Vân bất đắc dĩ đành phải bế đứa trẻ về giường đất nằm, nào biết mới nằm được một lát sau lưng đã có tiếng bước chân. Lưu Vân vội vàng quay đầu lại, lại thấy nữ tử danh tiếng hung ác đang bên cạnh giường, mặt đầy tức giận nhìn mình. Lưu Vân thấy Hồ Mị Nhi đi rồi quay lại, không khỏi có chút kinh ngạc, vội hỏi nói, đã quên thứ gì sao? Hồ Mị Nhi vừa thấy bộ dáng thở ngắn than dài kia của hắn, trong lòng tức giận, lập tức vung phất trần lên, giọng the thế nói, đã quên lấy mạng chó của ngươi. Trong lúc hung hãn vung phất trần đánh loạn, bộ dáng thập phần hung ác, lại dọa đứa trẻ kia khóc lên. Lư Vân hoảng sợ nói, cô, cô rốt cuộc muốn làm gì? Ta không phải giao mọc tỷ cho cô rồi sao? Hồ Mị Nhi liếc xéo Lư Vân hung tợn nói, ngươi tìm chết đi. Nói ruội tay ra, lạnh lùng thốt, đem hài tử cho ta. Lư Vân kinh ngạc, không biết nàng có dụng ý gì. Hồ Mị Nhi kiều thanh trách mắng, đưa cho ta. Lư Vân trầm ngâm sau một lúc lâu rồi đưa đứa trẻ qua, trong lòng lại âm thầm lưu ý. Chỉ thấy Hồ Mị Nhi hừ một tiếng, hôn lên má đứa trẻ, nói. Bảo bối ngoan ngoãn, đừng ngủ với nam nhân thối, ngủ với ma ma, ma ma yêu ngươi. Nói ôm ấp trẻ con, tự trở lại giường đất. Đứa trẻ kia nhận được sự đối đãi nhẹ nhàng của nàng, dường như thực thoải mái, lại nhắm mắt lại ngủ ngon. Lưu Vân ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, chỉ có thể nghẹn họng nhìn chân chối không biết nữ nhân này điên rồi hay vẫn còn choáng váng trong lúc kinh ngạc cũng nằm xuống đất ngủ say lúc nào mà không hề hay biết sáng hôm sau lư vân đột nhiên bị đá vào lưng hắn kinh hãi đột nhiên túm lấy trường kiếm quay đầu nhìn lại kinh ngạc phát hiện hồ mị nhi đã tỉnh lại tay cầm phất trần hung dữ nhìn mình lư vân cả kinh nói cô cô muốn làm gì hồ mị nhi lạnh lùng thốt cô nương đói bụng ngươi không đi nấu bữa sáng đi Lưu Vân vẻ mặt kinh hãi, không biết nữ nhân này đến tột cùng có ý đồ gì. Hoàng nói, cô không trở về Bắc Kinh sao? Giang Đại Nhân không phải đang chờ Ngọc Tỷ sao? Sao lại không đi nữa? Hồ Mị Nhi cười lạnh nói, ta thích thì đi, thích ở lại thì ở, ngươi dựa vào cái gì quản ta? Nàng thấy Lưu Vân há mồm mờ mịt chỉ nhìn mình, không khỏi đỏ mặt, mắng nói, mau đi bắt thỏ nấu ăn đi nếu không ta sẽ giết ngươi để ăn thịt lư vân không dám trái lời lại giống như tối hôm qua tự đi hái chốt quả dại trở về thấy lư vân tay cầm quả dại vội vàng chạy về hồ mị nhi mắng sao chỉ thấy trái cây mà không thấy thịt người lười biếng lư vân ho khan nói cô đừng luôn tức giận bên ngoài tạnh mưa rồi một khi đốt củi lên tung tích sẽ lộ ra nếu cô muốn ăn thịt buổi tối ta sẽ lại đi săn Hồ Mị Nhi mật đỏ bừng, thầm nghĩ, 30 năm của lão nương, ngoài lúc còn trẻ con đã hành tẩu giang hồ 10 năm, lại vẫn không bằng tên mọt sách này. Nàng cũng không biết Lưu Vân am hiểu quân vũ, trong lúc chiến trận còn có thể cân nhắc quân cơ, những chuyện vặt vãnh giang hồ này cũng không làm khó được hắn. Nàng ừ một tiếng trả đứa trẻ về tay Lưu Vân để hắn cho nó ăn. Lưu Vân nhai thịt quả rồi cho vào miệng đứa trẻ. Hồ Mị Nhi ngồi sổ một bên ngơ ngẩn nhìn, trong lúc bất chi bất giác, khóe miệng mỉm cười. Nàng nhìn một hồi lâu, đột nhiên hỏi, Lư Vân, đứa nhỏ này cùng ngươi không thân không thích, tại sao lại đối xử tốt với nó như vậy? Lư Vân khẽ mỉm cười nói, ta cũng cùng cô không thân chẳng quen, cô nương lại vì sao ra tay cứu ta? Hồ Mị Nhi duỗi tay che mặt, lắc đầu nói, ta cũng không biết, tùy tay liền kéo ra, cũng không nghĩ gì, Đại khái cảm thấy loại người như ngươi không nên chết. Lư Vân cười nhạt nói, hồ cô nương, ta cũng như vậy. Hồ Mị Nhi lẩm bẩm, ngươi cũng cảm thấy nó không nên chết. Lư Vân không trả lời, chỉ đưa trái cây qua, hỏi, cô muốn cho nó ăn không? Hồ Mị Nhi khẽ kêu một tiếng, tự mình cầm lấy trái cây, nàng suy nghĩ một lát, lắc lắc đầu rồi lại đưa thịt quả trở về. Hai người ăn xong bữa sáng, từng người thay phiên nghỉ, Hồ Mị Nhi cầm ngân châm chơi đùa hỏi, họ lư, người hiện nay mang theo hài tử chạy ngược chạy xuôi, có từng nghĩ tới ngày sau muốn yên ổn thế nào không? Lư Vân nghe xong hai chữ yên ổn, nhịn không được cười khổ một tiếng. Lúc đầu hắn rời kinh thành chỉ muốn lên nộ thương, về sau sẽ tính toán tiếp, nào biết biến cố xảy đến buộc mình phải vội vã rời khỏi núi, điều này thực sự bất ngờ. Giờ phút này Bắc Kinh không thể quay về, cũng không thể hướng nộ thương, cố hương lại cách xa ngàn dặm, thiên địa to lớn như vậy, không ngờ lại chỉ còn chính mình đơn độc. Cảm giác cô đơn bay vào trong lòng, ánh mắt Lưu Vân lộ vẻ mê mang, không biết phải đáp lại như thế nào. Qua sau một lúc lâu, Hồ Mị Nhi lại hỏi, Lưu Vân, người rất muốn về nhà sao? lư Vân duỗi tay che mặt, lại không trả lời Hồ Mị Nhi. Hắn chậm rãi lấy ra một chiếc khăn vải từ thắt lưng, mở miếng vải ra, khẽ vuốt sợi tóc đẹp. Hồ Mị Nhi thấy hắn cử chỉ khác thường, không khỏi cười nói, nhớ hôn thê sao? Lư Vân ăn một tiếng, nói, cô, cô cũng biết nàng. Hồ Mị Nhi mỉm cười nói, thiệp cưới được cố thượng thư phát rộng rãi, cô nương muốn không biết cũng khó. Hồi tưởng lại chuyện sắp thành thần, bất quá là chuyện của tháng trước bây giờ lại giống như đã một đời. Lư Vân thở dài, thấp giọng nói, ta vốn thành thân vào dịp trung thu, nếu không có tai họa bất ngờ, giờ phút này đã thành hôn. Hồ Mị Nhi thấy hắn sắc mặt sầu khổ, đột nhiên nói, Lư Vân, nếu ngươi không có nơi nào để đi, có thể giúp ta đánh xe được không? Lư Vân nói, đánh xe, Hồ Mị Nhi hìm cười bí ẩn, nói, cuối năm nay gì ta đại thọ bảy mươi, cô nương luôn luôn hiếu thuận nên mấy ngày nay phải vội vã về quê thăm người thân, đang lo không tìm được người đánh xe ngựa nếu ngươi không tìm được nơi để đi không ngại có thể đi cùng lư vân kinh ngạc không thôi bối rối nói cô cô như vậy cũng có gì hồ mị nhi tức giận hét lên nói cái gì tôi không phải mẫu thân sinh sao mẫu thân ta liền không thể có tỉ muội sao hồ ngôn loạn ngữ khiến người chán ghét đi tìm chết hàn quang chớp động ngân châm bay ra lại cắm bên cạnh gò má lư vân Lư Vân vuốt má, hoảng sợ nói, cô đừng phi nữa, Ngân châm cứ phi như vậy, sợ sẽ không còn nữa đâu. Hồ Mị Nhi cả giận nói, người rốt cuộc đi hay không? Hai ngày nữa ta sẽ đi. Lư Vân nghe tâm ý nàng như thế, vừa mừng vừa sợ, biết nàng có ý định cùng mình chạy nạn, vội nói, cô. Quê cô ở đâu? Hồ Mị Nhi hẹt lộ vẻ cao ngạo nói, cô nương xuất thân quý châu, thiên vô tam nhật tình, địa vô tam lý bình, mới nuôi dưỡng ra nhân vật xuất sắc như Hồ Mị Nhi ta vậy. Nàng đưa tay ra vỗ nhẹ đứa bé, cười nói, ở quê ta có mấy tỷ muội chưa xuất giá, đỡ đứa nhỏ này không cha không mẹ, một đại nam nhân như ngươi không thể nuôi nó, vừa vặn có thể để các nàng nhận nó làm hài tư. Thiên vô tam nhật tình, địa vô tam lý bình trời không nắng ba ngày, đất không bằng ba dặm. Câu tục ngữ này có nghĩa là thời tiết ở Quý Châu hay thay đổi và mưa, đường núi hiểm trở. Lư Vân ngơ ngẩn nói, cô, cô vậy mà còn có tỉ muội Hồ Mị Nhi gầm lên, quát, đây là chuyện quỷ quái gì? Ta không có cha mẹ sao? Ta vì cái gì không thể có tỉ muội Hàn quang chợt lóe ngân châm chuẩn bị phóng ra, chợt nhận ra trong tay mình không còn nhiều ám khí, lúc này mới cố nén xuống quát ngươi đến tột cùng đi hay không? mau nói ra câu tiếng người đi. Không ta sẽ tự mình rời đi. Lư Vân Kỳ thật sớm đã hưng phấn, vội nói, cái này là lẽ tự nhiên. Cô nương cứu Lư Mỗ một mạng, tại hạ đương nhiên sẽ đánh xe giúp cô, tận lực báo đáp. Hắn tràn đầy hy vọng, nếu đứa trẻ này có được một nơi ở, chính mình cũng có được lời giải thích với Liễu Ngang Thiên, sau đó có thể hồi kinh tìm người trong lòng. Hắn vẻ mặt cảm kích, lập tức chạy nhanh thu thập tay nải lại là một khắc cũng chờ không được. Hai người bàn bạc chuyến đi, quyết định không chỉ hoãn nữa, cải trang một chút, đi về phía nam, chuẩn bị xuất phát về phía Quý Châu. Chỉ là đi qua thiên thủy, liền thấy cờ nhật nguyệt của không sai, hai người biết triều đình còn ở truy bắt chính mình, tự cũng không dám lại tiến vào thiên thủy nữa, đành đi dọc theo vùng hoang vu. Tới trạng vảng, mắt thấy đi được trăm dặm, lúc này mới tìm chỗ huyện thành hoang vắng dự định vào thành mua xe ngựa. Mà chỗ Tây Bắc hoang mạc, cư dân thưa thớt, trời đã gần sang đông, trên đường lại càng vắng vẻ hơn, dù đại chiến sắp nổ ra nhưng lại không có dấu hiệu náo loạn. Hai người lo lắng đề phòng, trên đường đi qua một nha môn, thấy cửa đóng chặt cũng không quan sai đóng giữ, không náo loạn như ở Thiên Thủy. Lư Vân nhìn xung quanh, cũng không thấy cửa nhật nguyệt của triều đình, không khỏi ngạc nhiên nói, đây là có chuyện gì? huyện quan ở đây còn chưa nhậm chức sao? Hồ Mị Nhi cũng tràn đầy kinh ngạc, nàng đi đến trước bố cáo ở nhà môn nhìn một lượt, cũng không thấy gì trên bảng, công văn lớn nhỏ cũng không thấy đâu. Lư Vân tự nhiên nhẹ nhàng thở ra khi không thấy tên mình trên bảng. Hồ Mị Nhi thần sắc lại có chút khác thường, nàng nhìn bố cáo, thấp giọng nói, nhìn tình thế này, có lẽ ta không hồi kinh là đúng. Lư Vân ngạc nhiên nói, sao lại nói lời này? Hồ Mị Nhị lắc đầu, trầm giọng nói, nói không chừng thay đổi triều đại. Lưu Vân cả kinh nói, thay đổi triều đại. Lúc ấy ở đạt ma viện, liền từng nghe Tần Trọng Hải nhắc tới việc này, dường như một khi câu nói bên cầu kim thủy rồng phun châu được nói ra, tình thế thiên hạ sẽ thay đổi. Trong lòng hắn tràn đầy kinh hãi, nghĩ đến quân mã triều đình vây quanh nộ thương, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Tuy rằng hắn và Tần Trọng Hải không còn chung đường nhưng làm sao có thể quên được tình cũ. Vội hỏi nói, hồ cô nương, triều đình vây quanh nộ thương, tình hình hiện tại thế nào rồi? Hồ Mị Nhi cười lạnh nói, ngươi còn giành quản chuyện người khác. Loại nam nhân như hách chấn tương, tân trọng hải, chết cũng đáng. Lư Vân nghe được lời này, cũng không biết tiếp lời như thế nào, chỉ cúi đầu không nói. Hắn thở dài, lại hỏi, hồ cô nương, Tát Ma có phải do Giang Sung phái đến không? Hồ Mị Nhi lắc đầu nói, không phải vậy, tình hình của Giang Đại Nhân không ổn. Mấy kẻ Tát Ma và Cao Thiên Tướng sớm đã được Hoàng Thượng thu nạp, hiện tại đều nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp của khâm sai triều đình. Giang Sung không còn quyền hành trong tay, Lưu Vân từ chức trước khi đến nộ thương đã nghe đến, lúc này cũng không cảm thấy kinh ngạc, hắn ừ một tiếng, hỏi, bọn họ đều thuộc quyền quản lý của khâm sai, còn cô thì sao? Hồ Mị Nghị phi một tiếng, nói, chỉ bằng cái tên Trần La Sơn, cũng nghĩ tới việc đụng đến bạch hoa tiên tử ta sao? Ta nói cho ngươi, cô nương không ăn cơm triều đình, cũng sẽ không chết đói, muốn ta trở thành nô tài của bọn chúng, không có cửa đâu. Nàng mang đến lợi hại, thấy người qua đường nhìn mình, Hồ Mị Nhi quay mặt qua chỗ khác, thấp giọng nói, quên đi, đừng lo lắng những chuyện của vương công đại thần này, cục diện quá loạn. Không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, chúng ta trước tiên hãy tự cứu lấy mình. Chúng ta mau đi thôi. Hai người mua xe ngựa, hơn 10 ngày cấp tốc đi về phía nam. Lúc này, Hồ Mị Nhi không đề cập đến việc hồi kinh, ba người liền như người một nhà hướng về phía con đường. Chỉ là tính tới chặng đường từ Thiểm Cam tiến đến Quý Châu, đường xá vẫn cực xa xôi, cho dù mỗi ngày đi hàng trăm dặm cũng có lẽ phải mất cả tháng mới đến được Tuân Nghĩa. Nói đến Hồ Mị Nhi chính là đại tướng Giang Hể, còn Lưu Vân là một trong liễu môn tứ thiếu, lại không nghĩ rằng tình thế thiên hạ liên tiếp biến đổi lớn, kẻ thù sinh từ truyền kiếp thế sẽ cùng nhau nam hạ, cùng chạy nạn, thật là việc lạ không thể tưởng tượng. Chỉ là Lưu Vân lại không hiểu được, Hồ Mị Nhi vứt bỏ Bắc Kinh Vinh hoa phú quý không chỉ vì sự hỗn loạn trong triều đình. Trong lòng nàng luôn có một ý niệm, chỉ là không tới thời điểm cuối cùng, tự cũng không tiện mở miệng. Xe đi vào Hán Trung đã là cuối tháng 10, muốn xuyên qua hết Tứ xuyên phải mất khoảng 10 ngày. Chỉ là trên đường dần dần rét lạnh, lên đường càng khó, đúng như dự đoán, ban đêm tuyết rơi dày đặc, mùa đông lạnh giá này đã đến khá sớm. Nửa đêm, hai người thấy con đường tối tăm, thực sự không phân biệt rõ đông nam tây bắc nên tìm một nơi hoang vu nghỉ ngơi, bàn bạc hành tung ngày sau. Hai người đốt lửa sưởi ấm hoang sơn dã lĩnh, hẻo lánh ít dấu chân người, cũng không sợ truy binh nhìn thấy, bông tuyết bay tán loạn, ánh lửa chiếu rọi, Hồ Mị Nhi cuốn thảm lông, đang muốn ngủ, đột nhiên nhìn thấy Lư Vân lấy một cuốn kinh thư từ trong tay nải ra, đặt nó bên cạnh đống lửa, Hồ Mị Nhi mắng, lại là thứ này, rốt cuộc là thứ gì? Lư Vân không ứng không đáp, chỉ lấy cành khô nhóm lửa, hơ nóng nhẹ phần đáy sách, cuốn sách bị ngọn lửa đốt nóng, chỉ một thoáng, quang mang lóng lánh, cuốn sách cổ thực sự phát ra những chùm lân quang. Hồ Mị Nhi lòng tràn đầy kinh ngạc, run giọng nói, này, này hình như là dạ Minh Châu. Lư Vân lại cười nói, không dối gạt cô nương, tại hạ ngày ấy sử dụng côn luân kiếm pháp, là nhìn từ cuốn sách này. Hồ Mị Nhi kinh ngạc không nói nên lời, dạ Minh Châu kia là lân thạch hình tròn, ban ngày được ánh nắng mặt trời làm ẩm, ban đêm sẽ tản nhiệt phát sáng, nếu ném vào nước nóng nâu ấm sẽ phát ra một luồng sáng lóa mắt, xem ra kinh thư này rất có uy lực, lại được viết bằng phấn lân. Lư Vân mở kinh thư, trải ra trước mặt Hồ Mị Nhi, hòa nhã nói, nào, chúng ta cùng nhau xem. Hồ Mị Nhi sừng sốt nói, ngươi, ngươi thật sự muốn ta cùng xem sao? Lư Vân mỉm cười nói, Hồ Cô Nương, Lư Vân tuy là nghèo kiết hù lậu, lại không phải người nhỏ mọn, cô cần gì phải khách khí? Hồ Mị Nhi nội tâm chấn động, nhân vật võ lâm ai mà không giấu giếm tâm tư. Càng là võ nghệ cao minh, càng ẩn giấu trong lòng, thậm chí truyền con trai không truyền nữ nhi, tương truyền nhất mạch thầy trò, thường thường lưu lại mấy tuyệt chiêu độc nhất vô nhị, ai có thể ngờ rằng Lưu Vân sẽ hào phóng như vậy. Lại không coi mình là người ngoài. Hồ Mị Nhi ngưng ngô cười vài tiếng, thầm nghĩ, khó gặp được kẻ điên, ta cũng không khách khí hai người nghiêng mắt nhìn, chỉ thấy kinh thư này ước chừng trăm trang, bìa sách viết chữ triện cổ, viết kiếm thần cổ phổ, bên cạnh phụ môn lấy thể chữ khải, viết côn luân kiếm rót máu chảy đại dương mênh mông, ngàn dặm đuổi thẳng tới Hoàng Hà, nghĩ cuốn sách này không phải là cổ phủ đầu tiên, chắc lăng chiêu đã có trình sửa. Lư Vân tùy ý lật qua, nhìn thấy trên trang giấy lần lượt vẽ ra hình ảnh nam nhân, đầy đủ kinh mạch huyệt đảo, Hồ Mị Nhi nhìn thấy liền kinh ngạc nghĩ tới võ công chắc lăng chiêu, gật đầu liền nói, này xác thật là côn luân kiếm pháp không thể nghi ngờ. Côn luân lấy kiếm pháp nổi tiếng hậu thế, chắc lăng chiêu càng tự hào là kiếm thần, lấy tuyệt kỹ kiếm mang nổi tiếng hậu thế. Ngoài ra côn luân còn có 12 loại kiếm pháp khác nhau, phân truyền sư huynh đệ, có tên là kiếm hàn, kiếm cổ, kiếm ảnh, kiếm lãng, kiếm báo, kiếm mãng hai người dành nửa canh giờ để xem xét một cách vội vàng và so sánh. Quả nhiên kiếm pháp ghi trong sách bác đại tinh thâm, 12 kiếm pháp đều có đầy đủ. Côn luân kiếm pháp khí thế bất người, phát triển mạnh mẽ, rất khác với sự linh động của hoa sơn và mềm mại của cửu hoa, có thể được coi là võ thuật thần kỳ thiên địa khó có được. Lư Vân trong trong lòng cảm khái, nói, chắc Lăng Chiêu là một thế hệ kiêu hùng, võ công càng lợi hại, chỉ tiếc hắn dùng để làm việc ác. Hồ Mị Nhi vốn là đại ác nhân, không quan tâm đến cái gì thiện ác, chỉ ậm ừ chiếu lệ, nhân lúc hắn nói chuyện mất tập trung, liền cố gắng hết sức để ghi nhớ các chiêu thức, chỉ là lúc trước thấy kiếm phi, Kiếm Vũ còn có thể miễn cưỡng nhớ được nhìn ngẫm, đến kiếm pháp thượng thừa như kiếm hàn, kiếm cổ, mắt lại chỉ có thể nhìn thấy đồ tuyến kinh mạch, hoàn toàn không thấy kiếm chiêu chân thật, trông lại làm người hoa mắt hỗn loạn nàng trước sau lật xem, lại chưa thấy được công phu vỡ lòng nhập môn, cũng chưa truyền thụ nội công tâm pháp, thở dài dậm chân, những chiêu này quá khó, nội công của ta có hạn, chỉ sợ học không được đầy đủ. Bách hoa tiên tử chỉ giỏi tam đại độc kỹ độc công, ám khí, phất trần, nội lực quyền cước rất bình thường, thấy rằng kiếm pháp thượng thừa côn luân tinh nghiêm dị thường, tự cần nội lực phối hợp chiêu ứng, đáng thương nàng vẫn chưa tập luyện tâm pháp thượng thừa nếu muốn học tập, tất nhiên là khó càng thêm khó. Lư Vân trầm ngâm hồi lâu, nói, cô nếu nội công không đủ, về sau không bằng tu luyện vô tuyệt tâm pháp tự ta nghĩ ra, có lẽ sẽ có tác dụng. Hồ Mị Nhi vừa nghe đây là võ nghệ hắn tự nghĩ ra, không khỏi ngượng ngùng nói, vô tuyệt tâm pháp. Nghe tên rất kém, không muốn luyện. Lư Vân cười khổ vài tiếng, giờ trưởng hư phách, hô trưởng phong một tiếng đánh ra trong nháy mắt dập tắt ngọn lửa. Hồ Mị Nhi thấy trường lực của hắn rất có bí mật độc đáo, không khỏi kinh hỉ đan sen, sửa miệng liền nói, vô tuyệt tâm pháp, tên này rất hay, Lư Lão Sư, nhanh dạy ta đi. Lưu Vân tức giận, già thập phần nghiễm nhiên, nói, một quà nhập học, hai là chuẩn bị lễ nghi, ba xem tư chất của cô. Lư Vân tư chất hơn người, hạ bút có thể được văn chương cái thế thông minh ngộ tính hơn xa thường nhân gấp trăm lần năm đó học tập cực khổ ở dương châu hơn nữa còn có lục cô chim ở một bên chỉ điểm từ kinh thư dưỡng sinh trường môn võ đang nguyên thanh tặng cho cố tự nguyên đã ngộ ra một bộ tâm pháp tuy không thể so thiên quyết tinh nghiêm cũng không thể so nội lực cương mãnh của hòa tham nhưng xét về tinh tế dày đặc mà nói lại giống như tâm pháp võ đang rất có chỗ độc đáo nếu muốn lấy vô tuyệt tâm pháp làm căn cơ phối hợp 12 bộ kiếm chiêu côn luân, nghĩ đến võ công nhất định có thể tiến bộ. Hồ Mị Nhi vốn tưởng rằng Lưu Vân là một thư sinh đầu ngốc, võ công hạn chế, lại không dự đoán được hắn còn có công phu đáy hòm này, vội nói, ta luyện hay không luyện không quan trọng, nhưng thật ra ngươi mấy ngày ngày nên chăm chỉ luyện công, nếu gặp phải truy binh, nước tới lâm nguy mới nhảy, cố gắng cầm cự còn hơn để cho người ta sâu xé. Lưu Vân nghĩ đến võ công của đám người Tát Ma và Cao Thiên Tướng, tự cũng không ngừng nói đúng. Quý Châu cách Bắc Kinh hơn 7.600 dặm, cách Nam Kinh 4.200 dặm, lộ trình rất xa xôi, hơn nữa hai người thân mang ngọc tỷ, hải tử kia thân phận lại rất đặc thù, trên đường tất nhiên là cẩn thận gấp bội, ban đêm chỉ ăn ngủ ngoài trời tại nơi hoang vũ, cũng không đánh xe vào thành. Liền muốn mua chút lương thực đồ dùng, cũng là hồ mị nhi cải trang vào thành, tuyệt không mạo hiểm. Cũng là kín tiếng, Lưu Vân tuy đã viết hai lần thư nhà nhưng cũng không tìm được người gửi đi, chỉ có thể dàn xếp chuyện hài tử xong, chính mình trở lại kinh thành mới có thể gặp lại cô thiến hề. Hai người ở chung lâu ngày, làm việc và nghỉ ngơi đều ở trên xe, dần dần cũng cởi mở với nhau hơn, trên đường đi hứng khởi, Hồ Mị Nhi kể lại chuyện quê hương mới biết ma nữ này không phải là nữ lang người Hán mà là miêu nữ vùng biên giới. Lưu Vân cũng không có gì ngạc nhiên, hắn cho rằng Quý Châu là vùng hoang dã, trong phạm vi quản lý có 76 trưởng quan tư, là quản hạt của thiết tuyên úy sử tư, Hồ Mị Nhi đến từ Quý Châu, giọng nói ngọt ngào mềm mại, cực kỳ giống một nương người miêu, nghe nàng tự thừa nhận thân thế, tự cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trên đường lúc nghỉ lúc đi, Lưu Vân luyện kiếm không ngừng. Tài vạ đến nơi, tự bảo vệ mình còn không rảnh, tự nhiên luyện võ cường thân, Lưu Vân liền đau hạ khổ công nghiên cứu, biến 12 lộ kiếm pháp trở thành văn chương khảo cứu nghiên đọc. Hắn mấy năm nay đều làm quan khảo thí, võ công nhiều ít gác xuống, so với đám người ngũ định viễn, tần trọng Hải và dương túc quan tất nhiên là không bằng, nhưng khó khăn có được kiếm kinh dẫn dắt, chân chính có danh sư chỉ điểm kiếm pháp tất nhiên là tiến triển cực nhanh. Hồ Mị Nhi rảnh rỗi không có việc gì, thường cùng thử chiêu với hắn, có khi Lưu Vân rảnh rỗi, tự cũng chỉ điểm cho nàng một ít phương pháp nội công hô hấp, chỉ là việc chỉ là việc luyện khí đả tọa bậc này muốn gấp cũng không thể gấp được, cũng không thể học xong trong một ngày, đặc biệt là nội công mà Lưu Vân đang luyện tập thuộc về đạo gia đường, những khẩu quyết như vong ngã vô tâm, tổn ý bắt tồn niệm càng cần định tính và sức chịu đựng càng không hợp với tính tình đanh đá điêu ngoa của Hồ Mị Nhi. Nghĩ đến nàng chậm rãi tập luyện, ngày sau tất có sở ngủ. Lộ hành càng xa, chậm rãi đã đến Tứ Xuyên, hôm qua đến Thành Đô, hai người lại ở vùng hoang vu nghỉ tạm, thời tiết rét lạnh, đốt lửa sáng rực. Hồ Mị Nhi ngồi bên đống lửa nghỉ ngơi, nhìn thấy Lưu Vân dùng kiếm báo di chuyển, nội lực quán trú, Vân Mộng Trạch tỏa sáng rực rỡ, trong tích tắc ra 13 kiếm dưới ánh lửa chiếu rọi giống như đèn đuốc rực rỡ, làm Hồ Mị Nhi hoa dung thất sắc. Hồ Mị Nhi thầm kinh ngạc, vốn nghĩ Lư Vân vội vàng học chiêu, lâm trận mới mải gươm, lại không có cao thủ ở bên chỉ điểm, tiến bộ tất nhiên có hạn, không ngờ ngộ tính của người này lại kinh người như vậy, dựa vào kinh thư dẫn dắt, võ công lại có chuyển biến kinh thiên động địa. Nàng trong lòng cảm thấy hoảng sợ, chặt lưỡi nói, bây giờ ta cùng ngươi đánh nhau, chỉ sợ đánh không lại ngươi lư vân cười nói kiếm báo này kỳ thật không khó luyện lực cổ tay chỉ là thứ yếu mấu chốt chỉ là toàn thân phát lực như thế nào hồ mị nhi vui vẻ nói không khó luyện vậy ngươi có thể dạy ta không lư vân gật đầu mỉm cười đưa trường kiếm qua đứng bên cạnh hồ mị nhi thi triển chiêu thức bây giờ cô ý thủ đan điền dỗi thẳng lưng ưỡng ngực hơi ngả người ra sau uốn cong chân trái duỗi thẳng chân phải, xoay lòng bàn tay phải vào trong và hướng về phía trước, tay trái xuất kiếm quyết, vùng cánh tay ra phía sau. Hồ Mị Nhi nghe được trong tay phát ngứa, hoảng nói, chậm một chút, chậm một chút, từng cái một. Nàng cũng làm theo, bày ra giá thức của Mạc Lăng Sơn năm đó, nói, tiếp theo thì sao? Lư Vân lại nói, bước tiếp theo là tập trung vào cổ tay, cổ tay đi theo bốn kim lộ, một tiến, ba lùi, hai tiến năm, đong đưa như vậy. Vừa nói, cổ tay vừa run lên hạ xuống, rẽ trái quay phải, như linh xà uốn lượn đong đưa, lại nói, trước nhớ khẩu quyết, sau nhớ kiếm chiêu, cô nhớ rõ không? Hồ Mị Nhi nghe thấy sự nghiêm khắc, không khỏi luống cuống tay chân, lưu lưỡi nói, nhiều nện bức thủ thế như vậy, làm sao có người có thể nhớ hết được? Nàng từ trước đến nay luyện nhãn lực, ném phi châm, sử phất trần, toàn lấy khổ công cần luyện, hơn nữa sư truyền bí quyết kỳ diệu, lúc này mới có thể hành tẩu giang hồ. Không ngờ lần đầu tiên luyện kiếm lại gặp phải một bộ đai văn khẩu quyết. Lư Vân nắm lấy cổ tay phải nàng, ở bên tai nàng nói, Côn Luân ngạo thị thiên hạ dựa vào rất nhiều pháp môn đặc dị. Cô chỉ cần học hết, ngày sau cho dù gặp tát ma, cũng có thể chống đỡ. Hồ Mị Nhi hay hắn khẩu khí nghiêm túc, giống như dạy bảo đồ đệ, không khỏi thấy cảm động. Lúc này Lư Vân tựa phía sau nàng, thân mình hai người gắn bó, Hồ Mị Nhi chỉ cảm thấy lồng ngực của hắn rộng lớn, rất là ấm áp, cổ tuyết trắng của nàng ngửa ra sau, nị thanh kêu, sư phụ. Nói che lại khóe miệng, khẽ nở nụ cười. chương 7 Trần Thế vần Đục, Hồi 2 Lư Vân nhíu mày nói, luyện võ cần phải chuyên tâm thủ trí, chớ có nói năng hành động tùy tiện. Hắn duỗi tay đỡ lấy vòng eo thon thả của Hồ Mị Nhi, Chầm giọng lại nói, lực cổ tay của cô không đủ, phải ưỡn ngực thẳng lưng mới mượn lực eo được. Hắn lại buông hồ mị nhi, đi đến trước mặt nàng, lại xoay cổ tay nàng nói, đây là tứ kim lộ, kim báo còn có tam mộc đường, ngũ thổ lộ, nhị thủy lộ khác, thêm hai đường ba lộ sẽ có những chiêu thức khác nhau. Nếu đi xong năm lộ kiếm chiêu kim mộc thủy hòa thổ trong một lần, có thể có được 8864 kiếm, năm đó chắc lăng chiêu quyết chiến ninh bất phàm đã từng sử dụng chiêu thức kinh động thiên hạ này khi đó ta một bên nhìn hắn nói huyên thuyên hồi lâu quay đầu lại nhìn hồ mị nhi lại thấy ma nữ sớm đã buông trường kiếm xuống khóe miệng mỉm cười chỉ nhìn mình lư vân nói đã nhớ rõ tứ kim lộ chưa hồ mị nhi đưa chuôi kiếm cho lư vân cười nói ta ngu ngốc không thể nhớ được tất cả ngươi làm lại cho ta xem đi hồ mị nhi luôn luôn cao ngạo hung ác khi nào tự thừa nhận ngu muội lư vân lắc đầu không biết tại sao nàng lại thay đổi tính hắn tự cầm lấy chuôi kiếm khoai kiếm ra tay xoát xoát liền vang kiếm báo quang hoa chiếu giỏi nhanh như tia chớp rất có phong thái mạc lăng sơn năm đó nghĩ đến công lực ngày thâm hậu nói không chừng đuổi kịp chắc lăng chiêu lư vân đang định đưa chuôi kiếm cho hồ mị nhi lại thấy nữ tử này đã ngồi lại trên xe nở nụ cười nhẹ nhàng chiêu chọc chơi đùa với đứa trẻ Lưu Vân đi qua, mờ mịt nói, cô làm sao vậy? Không luyện sao, Hồ Mị Nhi dường như mệt mỏi, không có hứng thú, nàng mỉm cười nhìn chăm chú đứa trẻ mới sinh, qua một hồi, đột nhiên nói, Lưu Vân, đứa nhỏ này vẫn chưa có tên, chúng ta đặt tên cho nó đi. Đứa trẻ này là tiểu công tử của Liễu Ngang Thiên, chiếu theo tục lệ, vào tiệc rượu trăng tròn sẽ đặt tên cho nó, chỉ là đại nạn chợt đến, thời gian này mọi người lang bạt kỳ hồ vẫn chưa đặt tên cho nó. Lư Vân trầm tư hồi lâu, trong đầu hiện lên vô số cái tên, có văn có võ, hoặc thánh hoặc hiền, hắn đang muốn nhất nhất nói ra, đột nhiên nghe thấy đứa bé khịt mũi hát hơi, Hồ Mị Nhi vỗ tay cười nói, A khứu, A khứu, chúng ta gọi người A Tú đi. Đứa trẻ nghe sau A Tú, nhất thời lại hát hơi vài tiếng, mặt đầy nước mũi, xem như đáp lại. Trong đầu Lư Vân tràn ngập từ ngữ, Thiên văn và địa lý lại không so được với một cái hát xì, đành phải cười khổ nói. Cũng được, A à Tú thì A à Tú, chỉ là không khỏi có chút thanh tú. Thanh tú ở đây ý chỉ sự nữ tính. Hồ Mị Nhi cười nói, người có biết nhũ danh của Dương Túc Quan là gì không? Gọi Quan Quan, đó mới càng thanh tú. lư Vân nhớ chuyện cũ kinh thành, bất giác thở dài, gật đầu nói, ta lại tặng cho đứa nhó này một chữ nữa, đó là thần tình cảnh nó đang gặp nguy hiểm nhưng trước sau luôn hóa hiểm thành an giống như thần trợ chúng ta về sau gọi nó là thần tú hồ mị nhi vui vẻ nói thần tú liễu thần tú tên này cũng không tệ nói nhìn đứa trẻ kia cười thần tú hồ a di gọi ngươi đó đứa trẻ vẻ mặt mờ mịt liếc nhìn hồ mị nhi cái miệng nhỏ a à a à, ngáp một cái rồi chìm vào giấc ngủ hồ mị nhi cười nói đứa nhỏ này thật lười biếng, liễu đại đô đốc khi còn nhỏ là dáng vẻ này sao? Nàng cười cười, nhảy xuống xe, vẻ mặt vui sướng, nói với Lưu Vân, Lưu Phu Tử, Lưu Tiên Sinh, ngài luyện kiếm pháp thế nào rồi? Lưu Vân nghe nàng gọi mình bằng ba chữ Lưu Phu Tử, đột nhiên tinh thần chấn động, khi còn nhỏ mong muốn trở thành lão sư cầm thước gõ đầu trẻ dạy học, nghĩ đến đây, vẻ mặt của hắn đột nhiên thay đổi trở nên nghiêm khắc, cầm lấy trường kiếm làm như thức dậy học vậy vậy, nói, côn luân kiếm pháp bác đại tinh thâm, bất quá mới chỉ luyện được kiếm báo, há có thể tự xưng cao thủ kiếm thuật. Hồ Mị Nhi và Chấp Lăng Chiêu có quen biết, năm đó mọi người hợp lực ám toán kiếm thần, nàng càng có một phần công lao, lập tức ừ một tiếng, nói, Chắc Lăng Chiêu danh liệt tứ đại tông sư, võ công xác thật không chỉ như thế. Lư Vân đốt lửa, gấp lại, nhìn vào vài trang cuối cùng của kinh thư, nói, nếu muốn tập đến võ học tinh hoa của Trác Lăng Chiêu, cần phải phá giải thiên kinh văn này. Hồ Mị Nhi ghé đầu nhìn qua, thấy trang cuối cùng của kinh thư đầy chữ thấp giọng đọc, thì thầm, hận oán bi khổ tăng nộ sân, nhân ái tử hiếu sỉ nghĩa liêm. Văn tự này cực kỳ chúc chắc khó đọc, Hồ Mị Nhi đọc hai lần mới lưu loát. Nàng thở hổn hển mấy hơi, tiếp sức lại đọc, người hận thù là nguyên nhân của lòng nhân từ. Người không có tình yêu thương sẽ không oán giận, người không có lòng nhân ái sẽ không có lòng từ bi, lòng hiếu thảo mang đến đau khổ, hận thù sinh ra xấu hổ, trinh nghĩa đến từ giận dữ, người chính trực trái tim giận dữ. Giữa bảy nỗi khổ thiên địa, bảy trở ngại nhân tình thế thái, từ bỏ tấm lòng thiện ác, đến xưng kiếm thần. Hồ Mị Nhi vẻ mặt bối rối, vội vàng lay lay cánh tay Lưu Vân, hỏi, đây là ý gì? hình như là một đoạn văn chương. Lư Vân thở dài, đây là thiên khuyến thế văn, nó muốn mọi người gạt đi tấm lòng thiện ác, quên bảy đại đau khổ mới có thể trở thành kiếm thần. Hồ Mị Nhi bê mờ mịt nói, luyện kiếm còn không phải là cầm bảo kiếm chém xung quanh sao? Sao lại có nhiều chú trọng như vậy? Lư Vân mở ra trang sau, thở dài, chính cô xem đi. Hồ Mị Nhi cúi đầu nhìn càng là sợ hãi cả kinh chỉ thấy trang sau vẽ cá nhân ngẫu nhiên, hình người nọ ưỡn ngực bụng nhô ra, đan điền lại tràn ra bảy đảo tia sáng thẳng tắp, tia sáng không theo kinh mạch vận hành, chỉ như thái dương tản ra, thẳng chiều toàn thân phát đi. Hồ Mị Nhi nhìn thấy bên cạnh còn có mấy chữ khác, muốn đọc, lại phát hiện chữ này còn khó hiểu hơn thiên văn chương trước đó, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, hoảng nói, này lại là thứ gì? Lư Vân thấp giọng nói, còn nhớ rõ tuyệt chiêu của Trác lăng chiêu không? Hồ Mị Nhi hồi tưởng lại đại chiến Hoa Sơn, không khỏi vừa mừng vừa sợ, nói, ngươi là nói kiếm mang. Lư Vân mở kinh thư ra, chỉ vào tâm pháp phía trên, nói, kiếm mang là kiếm sĩ lấy nội lực bức ra binh khí vô hình, ánh sáng vừa xuất hiện, sáng lóa chói mắt. Trác lăng chiêu thích bôi phấn lân lên thanh kiếm, dụng ý càng khoe ra công lực chỉ là kiếm mang không chỉ dùng nội lực quán chủ binh khí mà còn ngưng tụ nó thành một nguồn năng lượng hữu hình có chất khí, lại không biết làm được như thế nào. Hồ Mị Nhi nhìn tâm pháp dày đặc, nghĩ đến đó là mấu chốt luyện thành kiếm khí vô thường. Nhịn không được cười nói, người không phải rất thông minh sao? Xem thêm mấy lần là được, Lư Vân lắc đầu nói, ta đã nhiều ngày máy móc dập khuôn, dốc lòng tập luyện, lại không có mảy may tiến cảnh, cũng không biết là vì sao. Hồ Mị Nhi mỉm cười nói, chắc Lăng Chiêu là người xấu, ngươi lại là người tốt. Có lẽ trở thành người xấu như chắc Lăng Chiêu mới có thể luyện thành kiếm mang. Lư Vân cười khổ nói, việc này có chút khó khăn, chỉ sợ đầu thai hai lần cũng khó. Lư Vân tuy là thông minh diệu mổ, nhưng đã đọc kinh thư nhiều lần vẫn không thể tương tận được. Hồ Mị Nhi loạn ra chủ ý cũng không trợ giúp được gì. Vào Hán Trung, băng qua Tứ Xuyên, xe lớn vượt qua đồi núi, giữa vô vàn bất ngờ, rốt cuộc đi tới trạm cuối cùng, Quý Châu. Lúc đó đã là đầu tháng 11, sau khi vào Quý Châu, Lưu Vân dựa vào Hồ Mị Nhi dẫn đường, tiến thẳng đến Tuân Nghĩa. Hồ Mị Nhi từ khi còn nhỏ đã rời nhà, hiện giờ tuy không phải áo gấm về làng, nhưng trong túi vẫn có ngàn lượng ngân phiếu, không đến nỗi quá mức keo kiệt, nhớ người ở nhà nhưng dường như ngại ngùng khi ở gần quê hương. Lưu Vân thấy nàng biểu tình như thế, nhiều ngày đều chậm rãi đánh xe, cũng không thúc giục lên đường. Trạng vạng hôm nay dựa vào chỉ điểm, đi vào một sơn cốc, lúc đó đang là mùa đông, thời tiết lẽ ra phải rất lạnh, nhưng bên trong sơn cốc lại có hơi ấm thoang thoảng, dưới lòng đất cũng không có sương tuyết, nghĩ đến tất có địa nhiệt lưu huỳnh. Thấy chim hót líu lo và cây cối xanh tươi, hai người thả lỏng dừng lại nghỉ ngơi. Lư Vân nghe tiếng nước chảy róc rách, đi dọc theo tiếng nước, xuyên qua những bụi hoa cây cối, chợt nghe Hồ Mị Nhi kêu lên, chú ý. Đừng nhìn về phía trước nữa, Lư Vân sợ hãi cả kinh, cúi đầu nhìn lại, dưới chân rõ ràng là vực sâu vạn trường, cách bờ vách bên kia ước chừng trăm trường, dưới vực sâu dòng nước chảy xiết, sóng nhấp nhô, nước sâu cắt đại địa chảy dài mênh mông, lại không biết điểm cuối ở đâu. Hồ Mị đi ôm ấp hài tử, đã đi tới, nói, đây là sông Bạch Thủy, có lúc thì nổi lên, có lúc thì chảy dưới lòng đất, trong sông còn có rất nhiều quái ngư mắt mù, người nếu không có việc gì thì đừng đi xuống. Lư Vân vừa nghe nói đây là sông ngầm, không khỏi líu lưỡi, vội nói, cô nương yên tâm, tại hạ dù muốn chết, cũng sẽ không chọn nơi như thế này, thật khiến người sợ hãi. Hồ Mị Nhi mỉm cười nói, đáng tiếc, Người ta nói cuối sông này là lối vào địa ngục, nữ tử chỗ chúng ta mỗi khi bị đối xử không tốt, đều nhảy xuống dưới. Lư Vân trong lòng cả kinh, nhưng chưa kịp nói gì Hồ Mị Nhi đã mỉm cười nói, chạy nhanh đi thôi, chỉ còn mấy chục dặm nữa, gì của ta còn chờ ta trở về mừng thọ. Lư Vân cả kinh nói, cô thực sự có gì? Hồ Mị Nhi giả vờ làm mặt quỷ, làm bộ bắn châm, Lư Vân lắp bắp kinh hãi, vội vàng cúi đầu lên xe không dám nói nữa. Trong ánh hoàng hôn mùa đông, kèm theo làn gió ấm hiếm hoi, đứa trẻ ngủ đến an bình, hai người đánh xe về phía trước, đều có men say. Cố hương Hồ Mị Nhi đã ở trước mặt, trên xe có lông ấm chăn dày, nước uống lương thực đầy đủ. Cảnh đẹp trước mặt, yêu nữ Hồ Mị Nhi cũng trở nên văn nhã, tự tại nằm nghiêng trong xe, thỉnh thoảng coi chừng hài từ. Nội tâm Lưu Vân chợt cảm thấy ấm áp, bật thốt lên liền hỏi, "Hồ cô nương, cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Nữ tử qua 25, hận nhất người khác hỏi tới tuổi, quả nhiên khuôn mặt xinh đẹp của Hồ Mị Nhi hơi co giật, cũng không để ý tới. Lư Vân vội vàng nói, "Tại hạ cũng không có ý bất kính, chỉ là chúng ta hoạn nạn tương giao, cho nên mới hỏi thêm chuyện này." Hồ Mị Nhi hừ một tiếng, nói, người nói trước, người năm nay bao nhiêu rồi?" Lư Vân bấm tay tính toán, nói, ta là sinh tháng riêng, qua năm, là 32 tuổi rồi. Hồ Mị Nhi mặt mày hớn hở, nói, ta vừa vặn sinh cùng năm với ngươi, sau ngươi một tháng. Lư Vân vội nói, xin lỗi, xin lỗi, ta nhầm lẫn, ta sinh năm hợi nên lớn hơn một tuổi. Hồ Mị Nhi hoa dung thất sắc, hoảng nói, ta, ta cũng hơn, Lư Vân kêu lên một tiếng, cô nương rốt cuộc bao nhiêu xuân xanh. Hồ Mị Nhi đỏ mặt, nhỏ giọng nói nhỏ hơn ngươi một tháng nàng cầm phất trần vẫy vẫy lung tung một lúc sau bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài nói năm này qua năm khác thật sự bực chết ngươi trước đây hồ mị nhi nhất phái uy phong gặp người không đánh thì giết sao có thể có bộ dáng buồn rầu lư vân thấy nàng thần sắc xi si mang nhịn không được trong lòng tò mò liền hỏi nói cô nương có phiền não gì sao Hồ Mị Nhi đột nhiên đỏ mặt quay đi chỗ khác, lại có chút thẹn thùng. Lưu Vân lại hỏi, cô nương nếu có phiền não, cứ nói với tại Hạ, có lẽ ta có thể giúp được. Hồ Mị Nhi cúi đầu nhặt phất trần, trầm giọng nói, Lưu Vân, ngươi. Ngươi có nghĩ tới thu phòng nạp tiểu thiếp không? Lưu Vân nhíu mày nói, tại Hạ chưa đón dâu, người cô đơn, đâu ra tiểu thiếp. Hồ Mị Nhi hư một tiếng, nàng bất chấp sương mù lạnh buốt hai tay đặt lên chán, hỏi lại, ta đang nói về sau, người ta nói đại quan đều thích nạp thiếp, sau khi đón cố đại tiểu thư, trong lòng phát ngứa, có nạp thêm tiểu lão bà không? Mặt đường gập ghềnh, Lưu Vân tập trung đánh xe, thuận miệng đáp, tại hạ chỉ có tất phẩm mũ miện, không phải đại quan. Hồ Mị Nhi nói, vậy, vậy nếu ngươi là quan to nhất phẩm, eo lưng dắt vạn ngân lượng, ngươi có nạp thiếp không? lư Vân bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt nói thật buồn cười, cả đời ta sẽ không bao giờ có eo lưng dắt vạn ngân lượng. Hồ Mị Nhi tức giận, đấm mạnh vào lưng hắn, oán hận nói, con mẹ nó. Lão nương hỏi ngươi một câu, ngươi ra sức khước từ làm gì? Nói, ngươi có nghĩ tới nạp thiếp hay không? Trong cơn tức giận dùng những lời lẽ thô tục, hoàn toàn không màng thân phận thục nữ. Trưởng lực của Hồ Mị Nhi tuy không hùng hồn, nhưng người luyện võ, lực tay cũng không hề yếu. Cú đấm này khiến ngực lư Vân tê dại. nếu không có nội lực cường đại, chỉ sợ sớm đã ngã xuống xe. lư Vân đưa tay sờ lưng, quay đầu nhìn Hồ Mị Nhi, hoảng sợ nói, tại hạ nạp thiếp hay không thì liên quan gì đến cô nương? Cô làm gì đánh ta như vậy? Hồ Mị Nhi nghe được lời này, bỗng nhiên hừ một tiếng, đóng rèm xe lại. lư Vân nhịn đau, xốc rèm lên nhíu mày nói, cô lại làm sao vậy? Bỗng nhiên hàn quang chợt lóe, ngân châm không ngờ lại bắn ra, lục ư vân vội vàng nghiêng đầu, suýt nữa bị nàng bắn trúng, hắn toát mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, tiểu nhân và nữ tử thật khó nuôi, lời này thật sự không sai. Lư vân nhíu mày lắc đầu, chỉ muốn trách cứ, nhưng sau đó nghĩ lại, lúc gặp khó khăn, hắn vô tình nhận được sự giúp đỡ từ nữ tử này, cho dù nàng bộc lộ chút tính tình mình cũng không nên vấn tội, hắn keo xe ngựa dừng lại bên đường, kìm nén cơn tức giận, vén rèm đi vào, ôn nhu nói, hồ cô nương làm sao vậy? Vì sao tức giận? Lư Vân mềm giọng nhẹ nhàng, hồ mị nhi lại tức giận, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn hắn, lành lạnh nói, tránh ra, bằng không ta bắn chết ngươi. Lư Vân ngày thường đối với nữ tử này hỏi han ân cần, hành xử tôn trọng, lúc này vẫn rất tao nhã, hắn ngồi vào bên trong xe, hòa nhã nói, hồ cô nương, cô một đường không chối từ lao khổ trước cứu tính mạng tại hạ sau lại chỉ đường sống ân đức này lư vân nhớ mãi trong lòng hồ mị nhi lạnh lùng thốt nhớ mãi trong lòng có ích lợi gì có thể thay ăn cơm sao lư vân vội nói tại hạ nếu có thể thoát khỏi đại nạn trở về bắc kinh tất sẽ xin cho cô bổng lộc chức quyền ngày đêm cầu nguyện cho cô hồ mị nhi vô một tiếng nói thắp hương niệm phật cho mẫu thân ngươi đi ta không cần bài vị gì. Lư Vân đánh bảo nắm lấy tay Hồ Mị Nhi, ôn nhu nói, cô nương muốn điều gì? Trong khả năng có thể, tại chắc chắn sẽ làm được cho cô. Hồ Mị Nhi chờ đến chính là những lời này, nhất thời Mị Nhãn vui mừng nói, lời này thật sao? Lư Vân chắp tay, nghiêm nghị nói, Sơn Đông Lư Vân nói là làm, Tứ Hải đều nghe thấy. Hồ Mị Nhi mịt to mắt, dùng sức gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Người thực sự là một người tốt, nhân từ lại chu đáo, khác với những kẻ xấu hung dữ vô lại đó. Lư Vân lại lần nữa chắp tay thi lễ nói, nhận được lời khen ngợi vàng ngọc của cô nương, tại hạ thập phần vinh sung. Hắn mắt nhìn Hồ Mị Nhi, lại nói cô nương đến tột cùng có nguyện vọng gì. Có thể nói không? Hồ Mị Nhi hỉm cười, quay đầu đi, ôn nhu nói, Lư Đại Nhân, người nói xe. Lần này ta đã cứu mạng ngài, cố tiểu thư có cảm kích ta không? Lư Vân khẽ kêu một tiếng, đang êm đẹp nói về nguyện vọng, sao lại liên quan đến cố thiến hề rồi? Lư Vân không hiểu ra sao, đành phải thành thật trả lời, phụ nhân ta kiến thức không thua mày dâu, trời sinh tính càng hào phóng, ngày sau chúng ta nếu có thể trở lại kinh thành, phụ nhân ta sẽ cảm tạ cô không ngớt. Mặt đẹp hồ mị nhi vui mừng, e thẹn nói, không cần cảm tạ ta, chỉ cần nàng ấy thích ta, Ta liền vô cùng cảm kích. Lưu Vân gật đầu liên tục nói, cái này đương nhiên, nàng ấy nhất định thích cô. Chợt thấy Hồ Mị Nhi xinh đẹp cười, cúi đầu, khóe mắt trộm nhìn Lưu Vân, trên mặt lại có chút ửng đỏ. Lưu Vân nhìn thấy nàng biểu tình như vậy, bất giác sợ hãi cả kinh, nghĩ ngợi nói, bộ dáng này rất quen thuộc, hình như đã thấy ở đâu rồi. Trong lúc hoảng hốt, chợt nghe Hồ Mị Nhi nhẹ giọng mềm mại nói, "Lư đại nhân, làm người biết thấy đủ sau này hai người hầu hạ ngươi là đủ rồi không cho phép lại nạp thiếp nữa lư vân cả kinh nói cái gì hai cái gì ba không cho phép cái gì thân thể mảnh khảnh của hồ mị nhi buông thõng mềm nhũn trong lòng ngực lư vân nhẹ giọng nói lư vân ta cảm thấy chính mình thích ngươi ta muốn ta muốn gả cho ngươi nói đến đây đưa tay ôm lên lư vân nghe được lời này không khỏi sắc mặt đại biến vội đẩy nàng ra cả kinh nói cô nương lời này tuyệt đối không thể hồ mị nhi nghe được lời này toàn thân dường như bị tạt một bát nước lạnh khuôn mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt lư vân thấy nàng biểu tình biến đổi lớn không khỏi hoảng nói cô nương không phải cô yêu sâu sắc dương lang trung sao dương đại nhân chính là nhân trung long phượng thế sở hiếm thấy đối với cô nương ôn nhu có thừa tại hạ vì nghĩa khí bằng hữu không dám đoạt người liền dương túc quan đều có thể lấy ra tới qua loa lấy lệ, còn có cái gì không thể đầy. Hay là trong chốc lát muốn đẩy cho ngũ định viễn. Hồ Mị Nhi lớn tiếng thét chói tai, thoáng chốc lại là một đạo hàn quang phóng tới. Lưu Vân ở gần, vội vàng lao về phía trước, nhưng lại vô tình đè lên chiếc đệm mềm của Hồ Mị Nhi. Đang định đứng dậy, Hồ Mị Nhi đã lấy ra một con dao găm, quát, đừng nhúc nhích, cứ như vậy ôm ta bằng không cô nương giết chết ngươi. Hai người gần trong gang tấc, thân thể dán chặt vào nhau, Hồ Mị Nhi kéo áo mình ra, lộ ra yếm đỏ, quát, ôm ta. Nhưng Lưu Vân lại không có ý định ôm, chỉ là cười khổ liên tục, nói, cô nương, đừng làm vậy nữa. Thật sự xấu hổ, Hồ Mị Nhi hề thẹn lại hận, nàng nhìn chăm chú Lưu Vân, không rên một tiếng, mắt thấy Lưu Vân duỗi tay kéo áo nàng trở lại, rốt cuộc kiềm chế không được bỗng nhiên nước mắt trào ra bật khóc lư vân dỗ dành cô nương đừng khóc đừng khóc hồ mị nhi đẩy hắn ra ôm mặt khóc nức nở lư vân vài lần duỗi tay vỗ nhẹ vào lưng nàng hồ mị nhi lại đều bỏ mặc hồ mị nhi khóc đến thương tâm rơi lệ nói đã trở thành người làm chuyện xấu rốt cuộc không thể trở lại được sao lư vân đang muốn an ủi chợt nghe ngoài xe bỗng nhiên truyền đến một giọng nói già nua thấp giọng nói không sai ván đã đóng thuyền như thế nào còn có thể quay đầu lại người vĩnh viễn không thể quay đầu thanh âm kia tới vô tung vô ảnh già nua trầm thấp hình như có vô hạn thương cảm lư vân và hồ mị nhi nghe lọt vào tai đều cảm thấy khiếp sợ cùng quát lên là ai câu hỏi vừa phát ra giọng nói lại biến mất không bao giờ được nghe thấy nữa lư vân rút vân mộng trạch ra thấp giọng nói cô ở chỗ này bảo vệ hài tử, ta xuống xem xem. Không đợi đáp ứng, hắn lập tức vung kiếm bảo vệ điểm yếu hại toàn thân, liền lập tức nhảy xuống xe. Vừa xuống xe, chỉ cảm thấy gió lạnh đập vào mặt, một hắc y nhân cách mười trượng cất bước chạy như bay, chạy thẳng về phía xa. Lư Vân toát mồ hôi lạnh, khó khăn thoát khỏi triều đình đuổi bắt, rốt cuộc cùng Hồ Mị Nhi bình an đi vào Quý Châu, nếu có người phát hiện ra hành tung. Khiến rất nhiều truy binh đuổi tới, về sau sẽ sắp xếp cho hài tử như thế nào? Lư Vân có tâm giết người diệt khẩu, lập tức rút ra trường kiếm, toàn lực chạy như điên. Lúc này Lư Vân chạy như bay truy địch, Hồ Mị Nhi nhảy xuống xe nhìn xem, thấy Lư Vân đã đuổi theo hơn 10 trượng, nàng trong lòng sầu lo, liền sợ Lư Vân có sơ suất gì, nhưng nghĩ tới lời nói chuyện vừa rồi của hắn, trong lòng bỗng cảm thấy chua xót, nhịn không được lại rơi lệ. Chương 7 Trần Thế Vần Đục, hồi ba. Kỳ thật những lời Hồ Mị Nhi vừa nói là điều mà một nữ tử phong trần bình thường mong muốn. Những cô nương này có hơn phân nửa là bất đắc dĩ, không phải đều là người bất cần đời, một khi gặp gỡ được một lang quân nhân từ thiện lương, thường thường trong lòng sinh ra chờ mong, có thể bỏ qua những lỗi lầm trong quá khứ. Nàng hồi tưởng cuộc đời mình, chính mình giết người như ma, làm nhiều việc ác, tính tình tự ti táo bảo hại vô số hảo hán trên giang hồ người có thù oán với nàng không chỉ một nhà xem ra nếu muốn rời khỏi giang hồ gả vào quan gia làm di nương đời này là mơ tương nàng trong lòng bi thương lấy lại dáng vẻ cương ngạnh dù sao nếu sai rồi thì sai đến cùng lưu lạc thành kỹ nữ thì có sao vạn kiếp bắt phục lại như thế nào nghiến răng nghiến lợi hận không thể giết thêm mấy trăm mấy ngàn kẻ nữa nàng hung tợn đá bay những hòn đá trên mặt đất xốc màn xe rồi lại bước vào trong trong giây lát thân mình chấn động lùi lại một bước miệng suýt nữa hét lên không hiểu sao trong xe lại có một người bịt mặt ngồi đó đôi mắt sáng ngời đang nhìn thẳng vào mình hồ mị nhi một tiếng thoáng chốc ngân châm sắp được bắn ra đúng lúc này hắc y nhân kia đưa tay trái ra nhấc lên một thứ gì đó nhàn nhạt, nhạt cười nói động thủ đi Hồ Mị Nhi có thể thấy rõ hắc y nhân kia trong tay không cầm binh khí bảo kiếm gì mà chính là đứa trẻ mình gọi A Tú. Lúc này, Lư Vân đã trúng kế điệu hồ ly sơn, để lại Hồ Mị Nhi một mình ngăn địch, nàng ném chuột sợ vỡ đồ, rất sợ ngộ thương trẻ con, lập tức thét to, "Ngươi muốn giết ta, cứ việc hướng về ta. Ngươi, ngươi đặt hài tử xuống." Hắc y lão nhân nghe ra điểm yếu của nàng, chỉ nhàn nhạt, nhạt nói, "Hồ cô nương, cuộc đời ngươi đã giết người vô số, hiện giờ vì sao tiếc rẻ tính mạng của một đứa trẻ? Ngươi trả lời ta, nghe thành âm hắn giả nua, chính là giọng nói vừa rồi ở ngoài xe. Hồ Mị Nhi nhìn đứa bé, trong lòng lại hoàng lại sợ, run giọng nói, ta. Ta không biết, hắc y nhân lạnh lùng thốt, Hồ Mị Nhi, chỉ vì trong lòng ngươi có ý không an phận. Ngươi muốn mượn đứa nhỏ này chuộc tội của ngươi, để ngươi leo lên, một lần nữa làm ngươi nhưng lão hủ đến nói cho ngươi, ngươi quá ngây thơ rồi, vô dụng thôi, khẩu khí của hắn trầm xuống, hồ cô nương, đã rơi vào nhiệt hải, không còn đường quay đầu lại, cứ chìm xuống. Chìm xuống thôi, hồ mị nhi nghe hắn nói ra được tâm sự của mình, nhất thời khóc lớn, ngươi rốt cuộc là ai? Hắc y nhân nhàn nhạt nói, ta là bạn đồng hành của ngươi. Hồ Mị Nhi ước mắt rơi như mưa, đã ngã xuống đất, nức nở nói, bạn đồng hành. Hắc nhân chậm rãi đứng dậy, xé toạc ống tay áo, thoáng chốc lộ ra dấu vết của một con hồng nhạn cô độc, nghe hắn lẳng lặng nói, "Hồ cô nương, đến đây đi, mang theo Mộc tỷ, theo ta trở về địa ngục vô biên, đi gặp chủ nhân mới của ngươi." "Chủ nhân mới?" Giang đại nhân hắn, ông ấy, Hồ Mị Nhi toàn thân run lên, nước mắt vô thức chảy xuống, lão giả trước mắt tuy không rõ mặt, nhưng trong tiếng nói chuyện lại có một sức mạnh an ủi vô hình tình thế đã thành, khó có thể phản kháng. Ngoại trừ đầu hàng đi vào một đường quyền quý mới thì không còn đường sống nào khác. Đang muốn dưng dưng đáp ứng, đột nhiên, đứa trẻ kia hoa hoa bật khóc lớn. Trong đầu hồ Mị Nhi lóe lên một tia chớp, nghĩ đến sự tin tưởng của Lưu Vân đối với mình, không khỏi thét to, ta không cần chủ nhân. Ta không cần chủ nhân. Biến đi, đừng phiền ta. Nàng nổi điên lao ra ngoài, hắc y nhân túm đứa trẻ nghiêng người sang một bên, thở dài, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, người chẳng lẽ không biết đạo lý này sao? Khi nói chuyện tay ấn chuôi kiếm, chợt muốn rút kiếm ra khỏi vỏ, nghĩ đến Hồ Mị Nhi nhất định giữ nhiều lành ít. Lúc này một tiếng hét lớn vang lên từ bên ngoài xe, ai ở bên trong? Đi theo kiếm quang chớp động, tấm vải chắn xe bị một kiếm chém ra, không chờ tay kịp, một thanh niên bay vào trong xe, chính là Lư Vân cổ tay hắn rung chuyển, sử dụng kim báo, 10 đạo kiếm quang phản xạ bay ra, cả xe sáng lên, hắc y lão nhân lắp bắp kinh hãi, hoảng nói, lục sư đề. Lư vân hét lớn một tiếng, thừa dịp hắn mất tập trung dưới chân quét ra toàn phong thối, là vô song liên quyền do lục cô chiêm truyền thủ, hắc y lão nhân không dự đoán được hắn sẽ hoa kiếm thành quyền, vội vàng lùi về phía sau, đột nhiên Lư vân tiến lên áp trưởng. Thân mình ép về phía trước, tay trái đã bắt lấy đứa trẻ, đầu vai va chạm thật mạnh về phía trước, giận dữ hết, phá. Hắc y lão nhân dùng châm lực ở ngực đón đỡ va chạm kinh thiên động địa, một tiếng va chạm lớn vang lên, thân mình như tờ giấy bay ngược về phía sau, nhưng thấy hắn giữa không trung vặn eo chờ mình đáp xuống đất, người này bại mà không loạn, cực có phong độ đại tướng. Lư Vân thử chiêu thức một lần, đã có được tác dụng kỳ diệu, xem ra côn luân kiếm pháp dung nhập với vô song liền quyền, quyền trưởng nội kình vô cùng tương thích hắn đã thông hiểu đạo lý quả nhiên không thẹn một tháng qua khổ luyện tu hành lư vân chiếm được thượng phong liền muốn đuổi giết ra ngoài bỗng nhiên cánh tay căng cứng quay đầu nhìn lại chỉ thấy hồ mị nhi kéo mình lại rơi lệ nói đừng đuổi theo bọn chúng đông người ngươi một người đánh không lại lư vân thấy nàng nản lòng ảm đạm không khỏi hoảng nói bị thương ở đâu rồi hồ mi nhi rũ mày liễu lắc đầu không nói quá đến hồi lâu nàng mới ngừng khóc khoan dung trở nên thập phần cứng đờ lư vân đang muốn hỏi lại hồ mi nhi đã tự mình nhảy lên trước xe khẽ năm dây cương hôi nhẹ một tiếng rồi tự đánh xe đi đêm khuya hồ mi nhi không nói một lời chỉ đánh xe trên đường vài lần hỏi chuyện nàng đều không để ý dường như hắc y nhân kia đã làm nàng sợ hãi lư vân nhìn bóng dáng nàng không khỏi thấp giọng thở dài, hắn cùng Hồ Mi Nhi ở chung lâu ngày, đã biết ma nữ này nhìn như hung bảo, kỳ thật hơn phân nửa là giả vờ, nội tâm mơ hồ, rất tự ti. Nghĩ đến sự yếu đuối của nàng khi khóc, nhất thời càng cảm thấy thương hại. Hắn nhắm mắt suy ngẫm, vừa rồi có hai gã hắc y nhân tới tấn công, kẻ thứ nhất là mùi nhử, chỉ nhằm mục đích dụ hắn đi, còn kẻ thứ hai mới là nhân vật chính hai người này thân pháp thập phần tinh cường vừa dối nếu không phải cảnh giác sợ thật chúng kế dương đông kích tây lư vân đột nhiên gặp phải cường địch trong lòng không khỏi bực bội sinh tử an nguy của đứa bé trong xe và hồ mị nhi đều đè trên vai mình trước mắt cũng không có đường lui hành trình lần này bình an vượt qua hay không phụ thuộc vào võ công tạo nghệ của mình sinh tử tạo hóa mệnh số an nguy hết thảy tất cả ở trên thân kiếm Lưu Vân tĩnh tỏa trong xe, nghe bánh xe gỗ lăn truyền. Hắn lòng tràn đầy phiền loạn, trong lúc bất lực, lại lấy kiếm kinh ra, hắn đánh mồi lửa, lật đến mấy trang cuối, thấp giọng đọc, hận người thành ra tử tế, không yêu sẽ không oán hận. Từ bỏ tâm thiện ác, đến xưng kiếm thần, hắn mấy ngày nay tải khí luyện công theo thời gian trong ấn kinh thư, cảm thấy có rất nhiều manh mối, nhưng không có cái nào trong số đó có thể nhập môn vào được. Lưu Vân khép kinh thư lại, chắp tay thầm nghĩ, chắc trưởng môn, thỉnh ngươi đại phát thiện tâm, phù hộ ta luyện thành thần kiếm, cứu những sinh mạng vô tội. Tiếng quạ hót ở phía xa nghe giống như tiếng cười ngạo nghễ của chắc lăng chiêu, đang diễu cợt sự yếu đuối của chính mình. Lư Vân nằm trong xe trần chọc một lúc, trong lòng cảm thấy vô cùng bất lực. Một tháng lên đường đều là Lư Vân đánh xe, hiếm có lúc nào nhàn nhã chậm rãi đã nửa ngủ nửa tỉnh, ước chừng qua một canh giờ, ánh mặt trời dần hé, trời đã rạng sáng, nghe được tiếng ngựa hí vang, xe lớn chậm rãi ngừng lại, Lưu Vân mở bừng mắt nhìn ra ngoài, xung quanh là núi non, trước mặt có một cây cầu treo, trong đêm tối nhìn rất hẹp dài, lại không biết dẫn tới đâu. Lư Vân dụi mắt, hỏi, chúng ta tới rồi sao? Chỉ nghe Hồ Mi Nhi thấp giọng thở dài, gật gật đầu. Lư Vân thấy nàng sắc mặt ảm đạm, lập tức kéo rèm xe, nhảy lên trước hỏi, "Sao không đi tiếp?" Hồ Mị Nhi cười khổ, nhỏ giọng nói, "Lư Vân, ngươi sau khi để đứa trẻ lại sẽ rời đi, phải không?" Lư Vân khụ một tiếng, nói, "Tại hạ còn phải về Bắc Kinh một chuyến, cô biết rồi mà." Hồ Mị Nhi khẽ cười khổ, nói, "Ta biết, ta đương nhiên biết." Nàng che mặt không khỏi khóc giọng nói, Hắc y nhân kia nói không sai, ta vốn chính là kẻ mà ai cũng có thể làm chồng, kỹ nữ thấp hèn, không nên có si tâm vọng tưởng, lại càng không nên trông mong mình có thể biến trở về thành một cô nương trong sạch. Nhưng, nhưng, ta muốn ngươi hiểu, nàng ngửa đầu nhìn Lưu Vân, trên mặt hiện ra biểu tình dứt khoát, lau nước mắt nói, một ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi cả đời nhớ rõ chỗ tốt của ta, rốt cuộc không thể quên được ta. Trong ánh bình minh, Hồ Mị Nhi mặt đầy nước mắt, yêu nữ này trông lại thâm tình yếu đuối như thế. Lư Vân thấy thân sắc của nàng, không khỏi trong lòng đại chấn, hắn duỗi tay ra, nắm lấy bàn tay trắng của Hồ Mị Nhi, nói, Hồ Cô Nương, không cần chờ đến một ngày kia, hắn nhảy xuống xe, đôi mắt tuấn tú quay nhìn lại, gật đầu nói, ta đời này đã không thể quên được cô. Hồ Mị Nhi khẽ nhếch miệng, lòng tràn đầy kinh ngạc, khóe miệng chậm rãi hiện lên một nụ cười nói ngươi ngươi nói thật lư vân ôm nàng xuống xe mỉm cười nói đừng suy nghĩ nhiều chúng ta mau đến nhà cô đã nghe cô nhắc đến gì của mình nhiều hôm nay đến bái kiến một phen hồ mị nhi để hắn ôm trên tay nhất thời nín khóc mỉm cười nói ta ta thật sự có gì ta không lừa ngươi hai người này xuất thân cách xa vạn dặm một là môn sinh khổng gia chính trực một là yêu dâm ma nữ trơ trẽn, hai người như thế ôn tồn mềm giọng, thật sự là việc lạ hiếm thấy, một tháng trước, nếu có ai nói cho hai người này biết tình hình hôm nay, tất bị mắng vì lời nói vô căn cứ, chỉ là lúc này hai người mỉm cười với nhau, lại cảm thấy rất tự nhiên, không có chút gì đột ngột. Hai người sóng vai đồng hành, đi vào cây cầu treo, cây cầu khá hẹp, chỉ rộng khoảng một người đi qua. Lư Vân theo ánh mặt trời nhìn vào trong hẻm núi, thấy hai chân mình đang lơ lửng trên không, cao tới trăm trượng, đáy cốc sóng gió quay cuồng, lại có một dòng nước lớn, nghĩ đến đó là sông Bạch Thủy. Hồ Mị Nhi mỉm cười nói, nhìn cây cầu này, có giống cầu nại hà không? Lư Vân hỏi, quê của cô ở bờ bên kia? Hồ Mị Nhi ừ một tiếng, nói, cha mẹ ta đều không còn nữa, trong nhà còn có bốn tỷ muội, tính tình các nàng không hung ác như ta nhưng xinh đẹp hơn ta rất nhiều nàng nhìn Lưu Vân liếc mắt một cái, thấy bộ dáng hắn như cao tăng bước vào bàn tơ động nhịn không được cười nói, quên đi, vốn muốn khuyên ngươi nên lấy hết, xem ngươi một cây đầu gỗ, nói cũng vô ích. Hai người bước về phía trước, cây cầu gỗ kêu cót kết, lắc lư không ngừng, trông khá cũ kỹ, xem ra lâu năm không tu sửa. Nghĩ đến quan viên địa phương tất chưa từng chi ngân sách tu sửa. Lư Vân hỏi, cô bao nhiêu tuổi ly hương? có thể cho ta biết không? Hồ Mị Nhi nhìn thôn xóm đối diện cầu treo, nói, ta 18 tuổi rời nhà, đến nay đã 13 năm. Đây là lần đầu tiên trở về. Lư Vân thấy nàng cử chỉ yêu Mị, thường ăn mặc như đạo cô, không ngờ lại nhỏ hơn mình một tuổi, nghĩ đến lúc này trong lúc vô tình nói ra, không phải là nói dối. Lập tức khụ nói, năm đó cô nương vì sao rời nhà? Hồ Mị Nhi ngừng ngùng nói, đương nhiên là vì nghèo, người miêu chúng ta đất canh tác rất ít, không thể nuôi nhiều trẻ em như vậy, tất nhiên phải ra ngoài kiếm bạc. Chẳng lẽ còn có thể đi làm quan khảo thí sao? Quý Châu gần Tứ Xuyên và Vân Nam, so với hai tỉnh lớn này chỉ có thể coi là một nơi nhỏ bé. Khi đó Hồ Mị Nhi nói về trải nghiệm cuộc sống của mình, đã nói đùa rằng trời không nắng ba ngày, đất không bằng ba dặm, chỉ là nàng lại bỏ đi một câu quan trọng nhất, đó là người vô ba lượng bạc, Lưu Vân xuất thân Sơn Đông, cuộc sống tuy không giàu có, nhưng cũng không phải đưa trẻ con ra ngoài sinh nhai. Hắn mắt nhìn Hồ Mị Nhi, bùi ngùi nói, không nghĩ cô là một nữ tử mong manh yếu đuối như vậy, cũng thật khó cho cô. Hồ Mị Nhi mỉm cười, làm nữ nhân có chỗ tốt của nữ nhân, ai muốn ngươi thương hại. Nàng nhìn Lưu Vân, đột nhiên cười nói, lư Đại Nhân à, hai ta một nam một nữ, ta lại ôm đứa trẻ mới sinh về nhà trong chốc lát gì ta thấy ngươi, chỉ sợ sẽ hiểu lầm. Lư Vân ngạc nhiên nói, hiểu lầm cách, chữ cái gì chưa nói ra, trong lòng đã bừng tỉnh, nghĩ đến người khác thấy bộ dạng hai người, tám chín phần mười thật sẽ nghĩ bọn họ là vợ chồng. Lư Vân nghĩ đến cố thiến hề, nàng nếu biết chính mình cùng yêu nữ ở trên xe suốt một tháng, không biết sẽ tức giận hay không, khóe miệng khẽ cười khổ, lắc đầu nói, hiểu lầm thì hiểu lầm, cũng không có gì ghê gớm. Hồ Mị Nhi hi hi cười, cảm thấy được ý, lại nói, dì của ta rất giỏi về rượu thuốc, chốc lát ngươi phải uống thêm hai chén, để cường tráng thân mình. Đã nhiều ngày vất vả lên đường, Lư Vân tích rượu chưa thấm, nghe được có rượu, trong lòng tất nhiên là vui vẻ, đang muốn đáp ứng, Hồ Mị Nhi lại cười tùm tìm che miệng, nhìn bộ dáng của nàng như vậy, nghĩ đến muốn gì chuẩn bị tương tư cổ độc, chốc lát cũng dễ hạ độc. Hai người sóng vai đi, Hồ Mị Nhi đột nhiên lấy ra một lọ trong suốt rắc lên người Lưu Vân. Lưu Vân ngạc nhiên nói: này lại là cái gì? Hồ Mị Nhi cười nói: nhà ta nuôi một số ong độc, ngày thường chúng bay quanh thôn, chuyên trích người sống. Mùi này là để xua đuổi ong độc. Lưu Vân khẽ a à một tiếng cười nói: thì ra là thế. Trong con đường tối tăm, đột nhiên xuất hiện một giọng nói kỳ quái, cướp mất lời nói của Lưu Vân. Lưu Vân ngơ ngẩn. Hồ Mị Nhi cũng sợ hãi cả kinh, nàng thấy con đường tối tăm hình như có rất nhiều cường địch, lại nghĩ đến an nguy người nhà, nàng không khỏi trở nên sợ hãi, lẩm bẩm khóc dòng nói, đừng, đừng. Lư Vân tự biết đằng trước tất có mai phục, trong lòng cũng lạnh buốt, lập tức rút trường kiếm ra, bảo vệ Hồ Mị Nhi ở phía sau. Hai mắt cay xè, một luồng sáng hiện ra trước mắt, vô số cây đuốc dơ lên cao quá vai, trong thôn quả nhiên có số đông nhân mã đóng giữ chờ đợi. Lư Vân nghiến răng nghiến lợi vội vàng nhìn qua, chỉ thấy nhóm người này ước chừng hơn 200 người, đều mặc áo giáp, cao thiên thành, cao thiên nghiệp xen lẫn trong trong đám người, lại chưa thấy tát ma, mắt thấy cầm đầu là một quan quân diện mạo không rõ. Lư Vân giữ chặt tay Hồ Mị Nhi định bỏ chạy, nhưng Hồ Mị Nhi lại ngơ ngác đứng thẳng bất động, Lư Vân Hoàng nói, làm sao vậy? Vì sao không đi? hồ mị nhi nghẹn ngào không nói quan quân kia thay nàng đáp lời nghe hắn nhàn nhạt nói toàn bộ thân hữu của vị hồ tiểu thư này đều đã bị bắt hắn mắt nhìn lư vân nhàn nhạt, nhạt nói ngài nói nàng ta còn có thể đi chỗ nào lư đại nhân ba chữ lư đại nhân vang lên đã là vạch trần thân phận của mình lư vân dường như bị chọc trúng một đao không khỏi chấn động toàn thân rốt cuộc nói không ra lời quan quân kia mỉm cười nói trạng nguyên đại nhân, tại hạ phùng chỉ, lục phẩm mũ miện, phụng mệnh khâm sai đại nhân Trần La Sơn, đuổi bắt hai vị suốt một tháng. Lư đại nhân giúp ta thuận tiện cũng chính là thuận tiện cho mình, thỉnh giao ra ngọc tỷ cùng hai từ kia, niệm công danh trạng nguyên của ngài, hoàng thượng có lẽ sẽ xử lý nhẹ nhàng. Phùng trị nói hồi lâu. Nhất thời nhẹ nhàng phất tay, nói, đưa người đến đây. Rốt cuộc đã tới thời khắc cuối cùng, Lưu Vân khớp hàm run rẩy Hồ Mị Nhi càng rơi lệ đầy mặt. Một bên có người lớn tiếng hô ứng, chỉ thấy rất nhiều nam tử đi ra, nghĩ đến đều là nhân vật võ lâm. Người cầm đầu nắm dây thừng, cột lên cổ của hàng chục nam nữ xa trẻ, nghĩ đến đều là người nhà của Hồ Mị Nhi. Trong đó nữ tử có già có trẻ, nhiều người tóc tai bù xù, nhìn mấy hài đồng gò má sưng vù, chắc chắn đã phải chịu rất nhiều đau đớn. Cao thiên nghiệp quát, Hồ Mị Nhi, ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, dâm phụ ngươi thật sự đáng giận, ăn cây táo, rào cây sung, khiến mọi người phải tốn cả tháng trời, làm đến người không giống người, quỷ không giống quỷ, đợi một chút xem ta sẽ hành hạ ngươi cả vốn lẫn lời như thế nào. Nhìn thần đạn tử mặt mày xanh sao, trên người lại có vết côn trùng độc cắn, chắc hẳn đã phải tốn chút công sức khi vào thôn. Nhìn những tướng sĩ còn lại nhiều người quần áo tả tơi, có vẻ là những truy binh từ thiên thủy tới, một đường thâm nhập vào Vân Quý, Vân Nam và Quý Châu, thật đã hao phí một tháng. Phùng Trị đưa mắt ra hiệu, rất nhiều quân tốt lao tới, vây quanh Lưu Vân và Hồ Mị Nhi, ở vòng ngoài là đám võ lâm hào thủ kia, thực lực chênh lệch quá lớn, một nhà già trẻ lại bị người bắt, Hồ Mị Nhi chỉ có thể che mặt khóc, không có ý chí chiến đấu. Phùng Trị mỉm cười nói, Lưu Đại Nhân năm đó trên kim loan điện, hoàng thượng yêu thương ngươi như thế, ngươi vì sao còn muốn chạy trốn? Đừng liên lụy cố binh bổ, cũng đừng liên lụy nam nữ già trẻ này, ta cho ngươi mặt mũi, không cho người áp ngươi, ngươi tự mình đưa ngọc Tỳ và hài từ tới đây. Cuộc hành trình cuối cùng này rốt cuộc đi xong rồi. Cái gì thị phi thiện ác, mộng đẹp tiền đồ đều biến thành cho bụi vào thời khắc này. Hồ Mị Nhi khóc nức nở không ngừng nàng nhào vào trong lòng ngực lư vân khóc lớn lư vân đều là ngươi làm hại đều là ngươi làm hại ta không muốn làm người tốt không muốn không muốn nàng liều mạng đấm vào ngực lư vân dường như muốn hắn trả thân phận người xấu về cho mình để nàng không phải rơi vào kết cục như vậy phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn